con cho sư phụ xem thử, thanh kiếm của con có thể giết được bao nhiêu kẻ địch. Tư Mệnh, Lạc Dương Môn. Các người là ai vậy? Kẻ địch. Đi, kêu Tiễn lão đầu ra đây. Lão tông sư bế môn tịnh tu, không gặp người ngoài, mời các người về giùm cho. Đừng có nhiều lời. Nếu ngươi không gọi Tiễn lão đầu ra đây, chủ nhân của nhà ta không khách sáo đâu. Phái Lạc Dương bất luận lớn nhỏ, ai có thể bước vào chiếc vòng này mà không mất mạng, chủ nhân nhà ta sẽ tha cho hắn. Tiếng hồ đồ này, dám tới phái Lạc Dương ta kiếm chuyện, xem ta dạy dỗ ngươi ra sao. Không được. Người quá xem thường phái Lạc Dương rồi. Quách đại ca, đi mau đi, nói với trưởng môn nhân nói là Thủy Hồng Thược tới rồi. Mặc kệ là Thủy Hồng Thược hay Thủy Mẫu Đường, tôi phải cho nó thành một đóa hoa héo luôn. Bọn họ. Quách đại ca, lập kiếm trận. Chủ nhân,
cha phải báo thù cho con đó. Thiết Tâm không biết có kẻ địch đến thăm, không nên đón kịp. Chủ nhân nhà ta chỉ nói chuyện với tiểu lão đầu, mau gọi tiểu lão đầu ra bái kiến chủ nhân nhà ta. Thủy cô nương, phái Lạc Dương chúng tôi trước giờ luôn giữ lễ với cô, nhưng cô hết lần này tới lần khác đến phái Lạc Dương đại khai sát giới. Thiết Tâm cần phải đòi lại công bằng cho đệ tử của phái Lạc Dương. Sao chứ? Cha, kiếm của cha. Đúng, trên kiếm có độc. Chủ nhân nhà ta nói, gần đây phái Lạc Dương số lượng không đông, trừ tiễn lão đầu ra số lượng là 65 người. Hôm nay chết 8 người, còn 57 người. Chờ 3 ngày sau kêu tiễn lão đầu ở đây đợi lệnh. Còn bằng không thì phái Lạc Dương không còn một bóng người. Đi. Lý đường chủ, bây giờ kẻ địch trước mắt, chúng ta nên đồng lòng cùng nhau diệt trừ kẻ địch. Quân dừng lại đi, có được không? Hay cho tên nội gián không biết võ công mà tất cả là nói dối. Lý đường chủ, tôi đếm tới ba, chúng ta cùng nhau buông tay có được không? Một, hai, ba. Kình Phong, con vô lễ quá rồi đó. Tôn sư, hắn giấu giếm thân phận có ý đồ, chúng ta không thể tin hắn, để còn giết chết thân ta. Kiếm Bình từng theo Lục Ca ta Mễ Như Yên học võ công, nó không phải là người của Thủy Hồng Thượng. Cái gì? Hắn là đệ tử Sông Hạc Đường chủ Mễ Như Yên? Đúng vậy, võ công không thể giả được. Chiêu nó vừa mới sử dụng chính là Kim Cang Thiết Quyển công của Mễ Như Yên. Sư phụ, Kiếm Bình không phải cố ý che giấu. Ta hiểu mà. Lục Ca và ta xưa nay có nhiều khúc mắc, con không nói ta biết, ta không trách con. Lục Ca có được một truyền nhân như con,
ta thấy rất vui. Tôn sư, dù cho hắn không phải là gian tế của kẻ địch thì hắn cũng che giấu thân phận có ý đồ, vậy là bất trung với bản phái, dưới thời môn quy cũng phải bị trừng phạt thật nặng. Được rồi, kẻ thù đang ở trước mặt, những người còn ngồi lại nơi đây có thể tiếp tục sống hay là không cũng chưa biết. Còn muốn tự mình giết mình hay sao? Không lẽ các người phải tự tàn sát mới thấy thoải mái hả? Căn dặn xuống dưới, hôm nay tất cả đệ tử ngủ ở Đông Viện, mọi người phải tập hợp lại, có gì còn tiếp ứng. Kiếm Bình, đi theo ta. Chủ nhân, chúng có mai phục. Công trấn gì? Trấn ở chính diện, xuất kích trái phải. Hiểu rồi. Thủy Hồng Thược, ngươi chết chắc rồi. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Chủ nhân, nếu không dùng độc chúng ta không ra được đâu. Lục hòa trận pháp hèn mọn, có gì phải hoang mang. Một sinh quả chấn tắc ly, tất cả bốn người tập trung toàn lực vì nghĩa quên mình tấn công ly vị. Được, tôi hiểu rồi. Hey,
Lâu Phi Phượng Tử hoặc dược tài uy. Phái Lạc Dương hết rồi. Liều mạng với chúng. Thủy Hồng Thược là tiền bối của con, không được lỗ mãng. Tiễn lão đầu cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Người nói với Thủy Hồng Thược, năm đó quả hoạn ở núi Phượng Hoàng không dính tới họ. Muốn trả thù, chỉ cần tìm Tiễn Băng ta thôi. Đừng lạm sát vô tội. Hôm nay ta thà dùng tính mạng để trả hết ân oán năm xưa. Tiễn lão đầu, đừng nằm mơ giữa ban ngày. Nếu cho ông chết như vậy thì quá dễ dàng cho ông rồi. Hôm nay phái Lạc Dương chỉ mình ông được sống, những người còn lại phải chết. Nam nhân các người không ai đáng tin hết. Võ Lâm Thất Phu đều phải chết. Thủy cô nương làm nhục môn phái ta, giết nghĩa huynh ta, diệt phái Lạc Dương, quyết hải thâm thù, chết cũng khó quên. Chỉ hận 16 năm trước cho cô con đường sống, lại hại bao nhiêu huynh đệ và bằng hữu của ta. Hôm nay cô hãy một kiếm giết ta đi. Thủy Hồng Thược, xuất kiếm đi. Tên của hiên chủ để cho ông gọi hay sao? Hiên chủ đã tốt bụng cho ông một con đường sống thì ngoan ngoãn làm một con chó. Nói không chừng chủ nhân nhà chúng tôi vui còn thưởng cho thêm một bữa cơm. Cô không phải là Thủy Hồng Thược. Phái Lạc Dương hèn mọn này mà cần tới sư phụ ta ra tay sao? Cô là ai? Ta chính là Thập Cửu Muội Tiễn Bạc. Sư phụ có lệnh kêu ta đưa ông về Đan Phượng Hiên. Nếu ông đi theo ta, ta không làm khó ông.
mới có chừng này tuổi mà công lực đã cao thầm khó đoán như vậy. Là công lực của Thủy Hồng Thược. Tiến Băng, ta niệm tình ông là tôn sư, không muốn làm khó ông nữa. Xin mời. Các người giết rất nhiều đệ tử của ta, còn nói không làm khó ta sao? Được rồi, hôm nay nếu cô hứa tha cho bọn họ thì ta sẽ đi theo cô. Tiễn lão tiên sinh, khó mà đồng ý được. Phái Lạc Dương hạ nhục sư phụ ta, hủy cả cuộc đời người. Sư phụ có lệnh, trừ Tiễn tiên sinh ra, những người còn lại không ai được sống sót. Phái Lạc Dương hạ nhục ả sao? Là ả đã hạ nhục phái Lạc Dương. Mọi người chạy mau! Lão tiên sinh, đắc tội rồi. Trước khi ta đưa ông về Đan Phượng Hiên, còn phải phiền ông tới sông Hạc Đường và Thanh Phong Bảo xem trận, xem ta làm sao thay sư phụ tiêu diệt Võ Lâm Thất Tu. Các người quá độc ác rồi. So với thủ đoạn của các người đối phó với sư phụ ta năm đó thì có đáng là gì đâu chứ. Ít nhất bọn ta còn thắng bằng thực lực, tuyệt đối không đâm sau lưng. Tiễn Băng ta dù có chết cũng không để cho các ngươi hạ nhục đâu. Quan Niết Bàn, Tiễn lão tiên sinh, đừng qua đây,
Ta đã sống phung phí 16 năm qua như một người đã chết, chung quy cũng phải chết thôi. Tiễn lão tiên sinh, vừa rồi ta chỉ dùng 2 phần công lực, chỉ làm loạn mạch của ông, phế võ công của ông, tuyệt đối không nguy hiểm tới tính mạng. Cô nương, chắc cô chưa hiểu sự lợi hại của Phượng Hoàng Niết Bàn rồi. Chính là tăng 2 phần công lực thành 4 phần công lực, 4 phần công lực tăng thành 8 phần công lực. Còn bằng không thì Phượng Hoàng làm sao Niết Bàn? Nói đến chiêu thức Phượng Hoàng Niết Bàn này, nên theo sư phụ cô học thêm đi. Ta không ngờ tới cuối cùng cũng dùng chiêu của sư phụ cô. Ý trời! Tiễn lão tiên sinh, ông không chết được. Sư phụ ta muốn gặp ông. Cô nương, vậy là cô vẫn chưa hiểu vạn vật trên đời không phải sinh ra theo ý của sư phụ cô, càng không mất đi vì sư phụ cô ghét. Các người lạm sát bao nhiêu người vô tội, ta nguyện lấy tính mạng của mình để kết thúc mối thù này. Nghĩa huynh, lần này có thể khoan dung cho đệ rồi chứ? Tiễn lão tiên sinh, Tiễn lão tiên sinh, Tiễn lão tiên sinh. Chủ nhân, hiên chủ có dặn dò kỹ, kêu chúng ta phải bắt sống Tiễn lão đầu trở về. Giờ ông ta chết rồi, cô coi. Đều tại ta tắc trách. Trước mặt hiên chủ, ta một mình gánh hết. Tiễn lão tiên sinh, xin tiền là bậc tôn sư, mọi người an táng đàng hoàng đi. Dạ, thuộc hạ tuân lệnh. Chủ nhân, không sống rồi, Lý Kình Phong mất tích rồi. Võ công hắn tầm thường, lại bị trọng thương mà vẫn thoát được sao? Chủ nhân, có thể hắn nhân lúc Tiễn Băng tự tử trốn thoát ra ngoài rồi. Mấy người các ngươi ở lại kiểm tra cho kỹ, coi còn có ai sống không. Những người còn lại cùng ta đi tìm hắn. Dạ. Võ Kiếm Bình, sao lại cứu ta? Mau đi theo ta, không có thời gian giải thích đâu. Mau lên, nhanh lên. Các ngươi qua đó tìm đi. Mau, mau lên. Đoạn Kiếm Bình, nói ta biết, tại sao ta phải tin ngươi? Lúc ở ta tàn sát với Lạc Dương, ngươi đang ở đâu chứ? Tại sao bây giờ ngươi mới chạy ra hả? Vì sư phụ đã dặn ta không được dễ dàng hiện thân. Dặn dò gì chứ, ăn nói hồ đồ. Tôn sư đã tự dẫn rồi mà ngươi vẫn trốn biệt không chịu ra. Ngươi đúng là đồ nhát gan. Vì sư phụ muốn cứu huyết mạch phái Lạc Dương nên mới làm như vậy. Được, muốn tôi chết cũng được, nhưng mà hãy để lão đây thoải mái uống hết bầu rượu này cái đã. Cô nương, ra tay đi. Tiền bối, đắc tội.
Cô nương, nếu không nỡ ra tay, để tôi kết liễu hắn cho. Cam cô nương, giao lão đầu này cho tôi đi. Hảo đạo sĩ, cả ta cũng dám ra. Tiểu A Đầu, không phải là ngày ngưng luyện công sao? Ngươi nghĩ ta nghỉ luyện công nên hôm nay đắc y tới tìm ta đúng không? Phải thì sao đây? Nếu ngươi muốn mượn gió bẻ măng thì đừng trách ta giết ngươi. A Đầu thúi, ai giết ai còn chưa chắc đâu. Bỉ Hồng Thược giết sư huynh của ta, mối thù không đổi trời chung. Mễ Như Yên, ta mới ra tay sơ sơ, chứ kim cang thiết uyển của ngươi đã không đỡ nổi rồi. Cô nương, cần gì phí lời với hắn? Để tôi kết liễu hắn, cho hắn biết thủ đoạn của Đan Phượng Hiên chúng ta. Dù sao ngươi cũng là chủ một môn phái, ta cho ngươi chết toàn thây, tự kết liễu đi. À đầu thối, ta thừa nhận chưởng pháp của ta không bằng ngươi, ta thua ta chịu. Nhưng mà nếu luận về độc dược, e rằng ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Đạo sĩ thúi, chết tới nơi mà còn kiêu căng ngạo mạn sao? Ai không biết Đan Phượng Hiên ta độc bá thiên hạ. Nếu chơi Đan Phượng Hiên là thứ hai thì võ lâm không ai dám tự nhận thứ nhất. Được thôi, vậy hôm nay chúng ta hãy tỉ thí thử để coi ai mới thật sự là đệ nhất thiên hạ. Nếu như ngươi đã muốn như vậy thì ta sẽ giúp cho ngươi. À đầu thối, nhưng mà chúng ta phải nói trước, nếu như sau khi các ngươi dùng thất bộ đoạn trường học mà vẫn sống sót ra ngoài, các ngươi phải rời khỏi trấn Bạch Thạch cho ta, rời khỏi sông hạt đường của ta. Hơn nữa, sau này không được làm phiền Y Kiếm Bình nữa. Cô nương, đừng để mắt lừa hắn. Nếu không chừng đạo sĩ này và Y Kiếm Bình là người cùng một bọn. Nếu thật sự là vậy thì ta càng muốn biết tên Y Kiếm Bình đó sao lại thoát được thất bộ đoạn trường hồng. Nếu như các ngươi sợ rồi thì ngoan ngoãn nhận thua, để tránh mất mặt Đan Phượng Hiên các ngươi. Đan Phượng Hiên mà đi sợ ngươi sao? Chẳng qua là ta nể mặt ngươi cũng là bậc tiền bối, không muốn để ngươi chết quá nhanh. Một khi đốt lên không ai thoát được, ngươi nghĩ cho kỹ đi. À đồ thối, làm đi. Lục thúc à,
Ta còn tưởng ngươi có sức chịu đựng phi thường, mới có bấy nhiêu mà đã chịu không nổi. Xem ra ngươi và Y Kiếm Bình không cùng môn phái rồi. Cô nương, ngươi có muốn biết tại sao Y Kiếm Bình không sợ độc không? Rất muốn biết. Được, ta nói cho cô biết. Y Kiếm Bình hắn không sợ độc là gì? Qua đây, qua đây nghe ta nói đi. Cô nương, cẩn thận! Cô nương cẩn thận! Giả Bình! Giả Bình! Giả Bình! Ta thất bại rồi! Giả Bình! Mễ Như Y, rốt cuộc ngươi dùng thứ độc gì mà đưa thuốc giải ra đây? Độc gì chứ? Độc này chính là thất bộ đoạn trường hồng của các người. Thất bộ đoạn trường hồng? Nhưng mà thuốc giải của thất bộ đoạn trường hồng vô dụng thôi, không có ích gì đâu. Rốt cuộc ngươi dùng độc gì mà nói ta biết đi. Tiểu cô nương, ngươi có muốn biết ta dùng loại độc gì không? Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta có một đồ đệ tên Tiêu Mạnh. Vì hắn muốn tìm ra cách để phá giải thất bộ đoạn trường hồng của ngươi, tự mình thử nghiệm, cuối cùng luyện thành loại thuốc này. Hắn nói loại thuốc này phải lấy máu người để hóa giải. Cho nên vào 3 năm trước, ta giải tán hết đệ tử, cố gắng luyện công. Ngày nào ta cũng dùng loại thuốc này. Loại thuốc này có sẵn trong người ta, chỉ cần ngửi được thất bộ đoạn trường hồng thì sẽ biến thành kịch độc. Số thuốc đó để bên trong bầu hồ lô có đúng không? Người rất thông minh. Ta muốn dùng thất bộ đoạn trường hồng trứ danh của các người giết chết Thủy Hồng Thượng. Đáng tiếc, ta không làm được. Đến cô ta cũng không giết được. Ngươi trả thù như vậy, khác nào là tự tìm đường chết. Phải, chính là ta muốn tìm đường chết. Ta làm như vậy có thể bảo vệ huynh đệ của ta, bảo vệ được người nhà của họ, để tránh Thủy Hồng Thượng sát hại. Giả Bình! Khảm Ly thượng nhân, hôm nay xem như ngươi thắng.
Hắn sống không nổi đâu. Mệnh lệnh của hiên chủ chúng ta đã hoàn thành. Đi thôi. Lục thúc, kiếm mình vô dụng, kiếm mình tới trễ rồi. Kiếm mình, con tới sớm cũng vô dụng thôi. Đi lấy cho Lục Thúc, cho Lục Thúc bình rượu hồ lô bảo bối đi. Rượu hồ lô được không? Rượu hồ lô. Lục Thúc, Lục Thúc à, Cam cô nương thân thủ cũng khá lắm. Mạch đoạn nhưng không đứt, máu chảy nhưng không cạn, xích tâm hóa huyết, lợi hại vô cùng. Cam cô nương xin mời. Yến thiếu hiệp, hôm nay tôi kính trọng tuyệt học võ công của Yến gia huynh. Hai nhà xưa nay nước sông không phạm nước giếng, hà tất vì vậy mà làm ảnh hưởng tới hòa khí. Hôm nay tôi không mắc mưu cô đâu, tôi phải trả thù cho thượng nhân. Cam cô nương xuất chiêu đi. Hey!
Hơi. Yến Thiếu Hiệp, huynh muốn ép tôi vào chỗ chết thật sao? Hôm nay tôi không để cô sống sót rời khỏi sông Hạc Đường đâu. Tôi trân trọng tính khí huynh, nhưng không có nghĩa là sợ huynh. Tiếp chiêu. Cô có thể đi rồi. Lẽ nào cô phải nhìn thấy tôi chết cô mới yên tâm sao? Nội tạng đã tổn thương, không ai có thể cứu được. Huynh cũng biết lúc đầu tôi không hề muốn hại huynh. Cô đã thắng rồi thì không cần nói những lời đó nữa. Tên y Kiếm Bình kia đâu? Sao còn chưa ra đây? Để ấy không ngốc gì đâu, ra mặt là đi nộp mạng. Làm theo cảm tính chỉ là hữu dũng vô mưu, không phải đại hiệp phi phong. Cô nương, để tôi đi tìm tên y Kiếm Bình đó. Không cần tìm. Tên y Kiếm Bình đó sớm muộn gì chúng ta cũng gặp. Cứ để hắn lo hậu sự cho Yến Thiếu Hiệp trước đi, để tránh người ta nói Đan Phượng Hiên ta không nghĩ khí. Đi. Cô nương, cô không sao chứ? Nhỏ tiếng chút, lần này ta bị thương thật rồi. Cô nương, có nghiêm trọng không? Hãy để thuộc hạ cõng cô. Không thể được. Tên họ Y đó có thể đang trốn quanh đây, không thể để cho hắn ta phát hiện.
ta chưa chết được đâu. Chúng ta mau rời khỏi đây đi. Đi thôi. Đi. Có ai không? Có ai không? Có ai không? Xin hỏi các người là ai vậy? Chưa được lão đây đồng ý mà đã dám vào nhà của ta rồi. Lão bà, chúng tôi muốn tìm một người, cũng có thể là một thi thể. Nếu như bà có nhìn thấy thì hãy mau nói ra. Lão sống ẩn cư nơi này, trước giờ không gặp người ngoài. Tiểu tử, các người tới đây gây sự ồn ào như vậy, lão đây không tính toán nữa. Mau mau rời khỏi đây đi. Còn đã. Lão bà, tôi muốn vào nhà xem thử. To gan. Hey! Lão bà đã dùng tà đạo gì chứ? Giỏi. Đầu này, đúng là người không coi lão bà đây ra gì. Quan đã tìm bối, xin nghe giảng bối nói vài câu. Đám người hung hăng lỗ mãng các người thì nói được lời gì hay chứ. Tiền bối, thuộc hạ tôi vô lễ, là giảng bối không biết dạy dỗ. Xin tiền bối bớt giận. Tiền bối võ công phi phàm, giảng bối chưa từng nhìn thấy. Xin hỏi cao danh của tiền bối? Tiền phù họ Ngô. Ngô lão phu nhân, chúng tôi tới đây là vì để tìm người. Chỉ cần tìm được người đó, chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Xin lão phu nhân vui lòng chỉ giùm. Chỗ của ta không có người các người muốn tìm, hãy mau rời khỏi đây cho ta. Lão phu nhân sống trên hòn đảo nhỏ này, ra vào chắc phải có thuyền. Nhưng mà bây giờ thuyền không có đi, nhưng lưới thì còn. Tức là trên đảo này ít nhất vẫn còn một người đã đi ra ngoài. Có thể người đó từng gặp người chúng tôi tìm. Ta đã nói rõ ràng rồi, chỗ của ta không có người các người muốn tìm. Đừng nói nhiều nữa, mau rời khỏi đây cho ta. Tiền bối, xin hãy để cho tôi nói hết. Người chúng tôi muốn tìm tên Y Kiến Bình. Hắn là đồ đệ của kẻ thù giảng bối. Bất luận phải lên trời xuống đất, nhất định phải tìm cho bằng được. Xin lão phu nhân cho chúng tôi đi xem một vòng, sau đó chúng tôi sẽ đi. Đứng lại!
Nhà của lão đây không dung dưỡng kẻ hỗn xược. Phu nhân, dạng bối lỡ tay đắc tội tiền bối, bà cho chúng tôi vào trong xem xong, chúng tôi lập tức đi ngay, tuyệt đối không làm khó bà. Làm khó ta? Cam thập cửu muội, ngươi tự nghĩ mình võ công đệ nhất thiên hạ là có thể hỗn xược hoành hành hay sao? Sao bà biết tôi là tam thập cửu muội? Ta không chỉ biết ngươi là ai, mà ta còn biết sư phụ ngươi là ai. Ngươi lấy nội lực trấn áp ta, nếu không phải ta đang bệnh trong người, thì với chiêu thức của ta, ả ác nhân Thủy Hồng Thượng đó cũng không phải đối thủ của ta. Không được hạ nhục sư phụ tôi. Võ công của bà chỉ là quái dị thôi, cả tôi còn không sợ bà, huống chi là sư phụ tôi. Võ công của ta khắc với đan phượng hiên của các ngươi. Nếu như người không tin thì chúng ta thử tỉ thí thêm lần nữa. Được, nếu bà là kẻ địch của sư phụ tôi thì cũng là kẻ địch của tôi. Giảng bối sẽ không nhường bà mấy phần nữa đâu. Bây giờ phải thay sư phụ lĩnh giáo võ học của lão phu nhân. Được. Lão phu nhân, mau lượm binh khí lên đi. Cô nương, nếu lão bà này đã biết chúng ta thì nhất định biết y kiếm mình. Để tôi đi moi hắn ra. Không gấp, các huynh lui xuống. Giờ ngươi không giúp ta, còn chờ chừng nào nữa? Đúng là sai một con số, bán một con trâu. Vừa rồi, nếu ta điểm trúng huyệt độc tỵ của ngươi, thì hai chân ngươi đã bị phế hẳn rồi. Chỉ đáng tiếc, nội lực của ta không đủ. Ngô lão phu nhân, bà là người thông minh. Bà bị bệnh lâu ngày, không phải đối thủ của tôi. Chỉ cần giao y kiếm bình ra, tôi sẽ cho bà một con đường sống. Xem ra, ngươi thật sự rất muốn gặp được hắn. Được. Vậy thì ngươi đi theo ta.
Cô nương, sợ có mai phục, hãy để thuộc hạ đi cho. Sao hả? Sợ rồi? Xem ra Đan Phượng Hiên các ngươi chỉ được có vậy thôi. Các huynh ở ngoài chờ đi, bà ấy đã sức tàn lực kiệt, không làm gì được. Đầu 128 bức họa treo ở trên tường của ta là dùng để đối phó với Đan Phượng Hiên các ngươi. Đây là lý do tại sao ngươi cảm thấy vô cùng đau đớn như vậy. Bà muốn gì đây? Ta đã là người cận kề cái chết không thể cứu được. Nếu ta không giết được sư phụ ngươi Thủy Hồng Thược thì ta sẽ giết ngươi để tế vong linh của tiên phu trên trời. Hỡi chứ! Mấy bức họa này là sao? Rốt cuộc bà dùng ma thuật gì? Mở cửa. Lão đây là con người ngay thẳng, không giống như ả yêu nữ Thủy Hồng Thược chuyên dùng yêu pháp. Người đang bị sát khí ẩn đằng sau những bức họa làm cho kinh hồn bạc vía. Theo như trí tuệ và linh tính của người, cũng không phải không thể thoát thân. Nhưng mà người đã không còn thời gian nữa rồi, nên người phải cùng với lão đây chôn thân ở trong biển lửa này. Cam A Đầu, người mắc lừa rồi. Cuộc chuyện này là sao? Mấy bức họa, mấy bức họa. Đi. Nguyễn Hành, lần này may mà có huynh. Cô nương, đây là việc thuộc hạ nên làm. Nhưng mà huynh muốn nói gì thì nói đi.
Thuộc hạ có chuyện chưa hiểu. Như võ công của cô nương, đừng nói đó là lửa, dù cho là biển lửa cũng không làm khó được cô. Lẽ nào bà đó đã dùng yêu thuật gì? Không phải yêu thuật gì hết, đó là một loại võ công thượng thừa. Vì ta không có phòng bị cho nên mới mắc bẫy bà ấy. Đúng là người giỏi cỡ nào cũng có người giỏi hơn. Mấy bức họa đó đều là võ công tuyệt thế bà ấy nghĩ ra. Luận tài trí võ công, bà ta đều giỏi hơn ta. Nếu không phải mang bệnh trong người, ta không phải đối thủ của bà ấy. Cô nương, rốt cuộc là bức họa gì chứ? Huynh nhìn thấy rồi nhưng cũng không hiểu. Ta không muốn giết người, nhưng bà ấy giận chết vì ta. Thật đáng tiếc. Có gì mà đáng tiếc chứ? Bà ta là kẻ địch của Đan Phượng Hiên, chết không đáng tiếc. Hơn nữa, võ công và yêu thuật của bà ta giết chết bà ta, tự làm tự chịu. Đồ đệ à, có phải chúng ta gặp cường đạo rồi không vậy hả? Các vị hảo hán, tại hạ chỉ là một bá tánh bình thường, không có nhiều tiền, đi ngang qua đây hy vọng các vị hảo hán nương tay. Ngươi đừng có giả bộ nữa, ta hỏi ngươi, có phải ngươi tên là Y Kiếm Bình không? Tại hạ họ Doãn, Doãn của Y Doãn, hảo hán nhận lầm người rồi. Ngươi đừng có xảo biện, ta sẽ không nhận lầm người đâu. Ngươi đến từ phía nam, đang đi về hướng Sào Hồ, tuổi tác thì khoảng 20, biết võ công, còn cầm một thanh kiếm. Bọn ta ở đây đợi ngươi mấy ngày rồi. Ngươi chính là Y Kiếm Bình. Vì huynh đệ đây, huynh cũng khoảng 20 tuổi, biết võ công, tay cũng đang cầm kiếm, không lẽ huynh cũng là Y Kiếm Bình? Ngươi đừng ăn nói bậy bạ. Ta tên Quách Toàn Kim, người giang hồ xưng là Quách Lão Bác. Lão Bác à, im đi. Dạ lão đại. Vì huynh đệ này, bọn ta cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn mời ngươi đi gặp một người. Là ai vậy? Người quen của ngươi, Cam cô nương của Đan Phượng Hiên. Cô ấy đang chờ ngươi ở trấn Tiêu Vân. Cam cô nương Đan Phượng Hiên, cô ta là ai vậy chứ? Sao lại có quan hệ với Mông Thành Cửu Sử? Cam cô nương gì chứ? Tôi không quen mấy người này. Các vị hảo hán, tôi xin đi trước. Đứng lại. Nói đi thì đi, thật là không xem Mông Thành Cửu Nghĩa ta ra gì hết mà. Thì ra các vị hảo hán chính là Mông Thành Cửu Nghĩa, nổi tiếng trên giang hồ. Vị đại ca đây chính là Mã Nhất Ba, Mã đại ca người ta hay nói sao? Hân hạnh, hân hạnh. Nếu như ngươi đã biết đại danh của Mã Mổ, vậy thì đừng đủ kính không uống, uống rượu phạt nữa. Hãy ngoan ngoãn theo ta mau đi. Vị Mã đại ca đây đánh giá mình quá cao rồi. Trên giang hồ đều nói các người là Mông Thành Cửu Sử, làm đủ chuyện xấu, quen thối hung tàn. Hôm nay để ta gặp được, ta không khoanh tay đứng nhìn đâu. Muốn chết sao? Lên. Ê, nè nè, có biết xấu hổ không vậy? Chính người đánh một người sao? Người này tuy kiếm pháp tinh quái nhưng lại oai lực vô cùng. Cho dù là nghĩa phụ còn sống cũng chưa chắc là đối thủ của hắn ta. Đồ đệ, đánh giùm tôi với, đỡ giùm tôi. Chính người các ngươi cũng không đánh lại đồ đệ ta. Nếu trường ra ngoài, thiên hạ sẽ cười rất là răng luôn đó. Đồ đệ. Ngũ ca, lão cửu. Mã lão đại,
Chỉ cần ngươi cải tà quy chính, sau này không làm chuyện thương thiên hại lý nữa, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Là chết hay sống, ngươi tự quyết định đi. Bằng hữu, lấy kiếm ra trước đi, chúng ta có gì từ từ nói. Đồ đệ, đừng nghe lời hắn. Ngươi có tin là dù ta tha cho ngươi 7 lần cũng có thể bắt ngươi 7 lần không? Đại ca, bọn họ bị trúng độc rồi, nếu không có thuốc giải thì chết chắc đó. Bằng hữu, hôm nay mong thành cửu nghĩa ta đã bại trong tay ngươi, Mã Nhất Ba chịu thua. Chỉ cần ngươi tha huynh đệ ta trở về, mong thành cửu nghĩa sẽ buông tay, không hỏi chuyện giang hồ nữa. Được, ta sẽ tin ngươi thêm một lần nữa. Nhớ kỹ những lời ngươi nói. Được lắm đó đồ đệ, không uổng công ăn thịt bò đó nha. Đi thôi. Đại ca, lão ngũ với lão cửu đều bị tiểu tử này hại chết. Câm miệng. Đại ca, chúng ta nhất định phải trả thù cho bọn họ. Phải đó đại ca, thù này không trả, chúng ta không xưng là mong thành cửu nghĩa. Phải đó đại ca, phải đó. Phải đó. Đám người này đúng là có mắt không biết Thái Sơn mà. Nè, đồ đệ, sao vậy? Đồ đệ, thế sao rồi? Đồ đệ, sao rồi? Chất độc tái phát. Chất độc? Mau chạy đi. Đồ đệ, mau đứng lên đi. Chạy mau lên. Đồ đệ, để mau chạy đi. Lão đại, hắn đi hết nổi rồi, chúng ta xông lên đi. Đồ đệ không sao chứ? Đồ đệ đứng lên đi. Coi chừng có bẫy. Mặc kệ có bẫy hay không, ta liều với ngươi. Mau chạy đi. Mặc kệ ta. Mau chạy đi. Đừng qua đây. Đi. Chạy đi. Tôi cộng huynh. Sao tôi có thể bỏ mặc huynh được chứ? Chúng ta đi thôi. Mau lên. Đứng dậy đi. Tôi cộng huynh. Mau lên. Chạy mau đi. Mau lên. Đuổi theo. Đứng lại. Đuổi theo lên. Đứng lại. Đuổi theo. Đứng lại. Không được chạy. Đứng lại chưa? Đứng lại. Đứng lại. Mau lên, đuổi theo, nhanh lên. Không được chạy. Huynh làm gì vậy? Ngô huynh, mau chạy đi. Tôi cổng huynh, huynh đừng nói nhiều nữa. Chạy mau lên. Huynh làm gì vậy hả? Nếu như huynh không chạy, tôi sẽ giết bản thân mình. Mau đi. Đi. Huynh thật là... Họ Y kia, ông trời có mắt, để con ngươi làm sao hỏng hết. Đại ca, đừng nói nhiều với hắn. Giết tiểu tử này trả thù cho lão ngũ và lão cửu. Phải đó, đại ca. Giết hắn đi. Các ngươi có thể một đao giết chết ta, nhưng mà sau khi chém chết ta, các ngươi làm sao ăn nói với chủ tử các ngươi đây? Hỏi kia, ngươi còn cứng miệng sao? Từng lão tử không dám giết ngươi à? Lão bác, đừng nóng nảy. Lấy tiền của ngươi giải nạn giùm ngươi. Nếu chúng ta đã nhận tiền của Đan Phượng Hiên thì phải nghe lời Cam cô nương, giải tên tiểu tử này về trấn Tiêu Dân trước. Nếu như hắn là Y Kiếm Bình, Cam cô nương sẽ tự ra tay. Còn nếu không phải, ta sẽ chôn sống ngươi. Đứng đi. Dạ. Đứng lên. Mau lên. Mong thành cửu sử lại bại dưới tay của một tiểu cô nương,
Đúng là chuyện lạ có thật. Hoa Nhị Lan ta cũng muốn thử xem là thần thánh phương nào. Hoa Đình Thụ, ngươi chính là Hoa Nhị Lan. Cô nương thông minh, tại hạ chính là Hoa Nhị Lan. Thật không ngờ ban chủ của Thập Tam Bả Đao lại là một tên miệng lưỡi điêu ngoa. Cô nương, cô hiểu lầm rồi. Hoa Nhị Lan tôi đối với cô nương là thật lòng đối đãi, tuyệt đối không có ý xúc phạm. Tôi không cần biết cô nương tới núi Tiêu Vân của tôi vì mục đích gì. Chỉ cần cô nương đồng ý ở lại thì Hoa Mổ tôi cũng đồng ý giúp đỡ cho cô nương, núi đao biển lửa, chết cũng không từ. Nếu ta không đồng ý thì sao? Cô nương, Thập Tam Bả Đao của tôi tuyệt đối không phải là hư danh. Vậy xin cô nương chỉ dạy thêm cho Thập Tam Đao Trận. Cô nương phải thật cẩn thận. Ta biết tính toán, không có lệnh của ta, không được tự ý ra tay. Dạ. Hoành đao trận. Cồn đao trận. Chốc đao trận. Nhị ca, Hoa Nhị Lan làm hư đại sự của ta, tiếp theo phải làm sao đây? Quan sát trước đã, để bọn họ đấu tới một mất một còn rồi tính. Hey!
Phi đao trận. Cam cô nương, cô đã bị nhốt ở trong thập tam đao trận của ta, không bao lâu sau sẽ thịt nát xương tan. Nếu như cô đồng ý ở lại núi Tiêu Dân, ta nhất định sẽ hết lòng yêu thương cô, không bao giờ thay đổi. Vậy cô phải xem bản lĩnh của ngươi. Hoành đao trận. Lập đao trận. Cam cô nương võ công phi phàm, Hoa Nhị Lan đành chịu lép vế, thắng làm vua, thua thì làm giặc. Muốn chém muốn giết thì tùy ý cô. Hoa ban chủ, tôi tới núi Tiêu Dân không phải để giết huynh, mà tôi tới giúp huynh trả thù cho nghĩa phụ. Trả thù cho nghĩa phụ của tôi? Ý cô nói là muốn cùng tôi công kích vào Thanh Phong Bảo? Thanh Phong Bảo là kẻ thù chung của chúng ta, chỉ cần huynh đồng ý cùng tôi đánh vào đó, sau này chúng ta sẽ là hảo bằng hữu, giàu sinh ra tử. Cam cô nương, xin nhận của Hoa mổ ba lạy. Lạy thứ nhất, đa tạ cô nương không nghĩ thù cũ, thủ hạ lưu tình. Lạy thứ hai, đa tạ cô nương ra tay trượng nghĩa, trả thù cho nghĩa phụ của tôi. Lạy thứ ba, đa tạ cô nương đối đãi chân thành, xem tôi là bằng hữu sống chết. Các huynh đệ, mọi người cũng thấy rồi đó, Cam cô nương được tôi lạy ba lạy kết giao, cũng là ân nhân của thập tam đao chúng ta. Kể từ bây giờ, thập tam đao chúng ta vì Cam cô nương lên trời xuống đất, hỗ trợ lẫn nhau, quyết không từ nan. Nếu ai làm trái lệnh là đối đầu với Hoa Nhị Lan, chính là kẻ thù của thập tam đao chúng ta. Được. 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 Được.
Vị huynh đài này, xin hỏi cao danh quý tánh. Hành tẩu giang hồ, không danh không tánh. Vô danh cũng tốt, cũng bớt được chút phiền phức. Xin mời xuất chiêu. Mời tiên sinh. Vậy thì không khách sáo đâu. Công tử, không sao chứ? Hai người đi mau đi, cứ giao cho tôi. Phạm huynh, đi mau, Lan Tâm đang chờ huynh. Đi mau đi. Công tử, chúng ta đi đi. Đi. Ngươi là Y Kiếm Bình sao?
Y Kiếm Bình, kiếm pháp của ngươi có phải do Ngô lão bà truyền lại không? Cô nương, để tên họ Y này bỏ chạy ngay trước mắt chúng ta, đúng là quá đáng tiếc. Chạy không thoát đâu, hắn tới đây trả thù. Tiểu tử này rất giống một người, chính là tên họ Doãn. Có thể hai người đó chính là một. Hôm nay ngươi tới rất đúng lúc, ta phải diệt trừ mối họa này cho Võ Lâm. Thiếu bảo chủ, thiếu bảo chủ, tôi tiếp cận thập cửu muội để lấy tin tức. Chuyện này huynh cũng biết mà. Lần này đang Phượng Hiên quyết chiếm Thanh Phong Bảo, phàn huynh phải biết địch biết ta mới trăm trận trăm thắng. Đừng có khua môi múa mép nữa, ngươi đã bị cam thập cửu muội mê hoặc rồi. Ngươi là đồng bọn của ả, ngươi đừng hòng rời khỏi Ngọc Tâm Điển. Thiếu bảo chủ, hôm nay tôi chỉ muốn nói cam thập cửu muội đã quy tụ được Bông Thành Cửu Sử, Kim Đao Minh và Thập Tam Bả Đao. Không bao lâu nữa thì họ sẽ đánh vào Thanh Phong Bảo. Sư phụ ả là Thủy Hồng Thực cũng tới rồi. Tình hình rất nguy cấp, hy vọng mọi người sớm sắp xếp. Nếu như trong lòng thiếu bảo chủ đã xem tôi là địch, tại hạ chỉ nói tới đây. Thời gian không còn nhiều, xin thiếu bảo chủ tự mình cân nhắc. Đừng hòng chạy thoát. Thủ hạ lưu tình. Doãn thiếu hiệp, thủ hạ lưu tình. Thiếu bảo chủ, võ công của thập cửu muội hơn tôi rất nhiều. Hôm khác ả tới Ngân Tâm Đảo, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Xin thiếu bảo chủ tuyệt đối không được khinh suất như vậy. Thả tiên sinh, Ngân Tâm Đảo và Thanh Phong Bảo tuy địa thế hiểm trở, nhưng cam thập cửu muội tinh thông trận pháp ngũ hành, mong là tiên sinh phải thật cẩn thận. Đa tạ thiếu hiệp nhắc nhở. Cáo từ. Hả?
Nhanh lên, mau lên, mau lên, đi, mau lên, nhanh lên, nhanh lên, mau lên, mau lên, nhanh lên, nhanh lên, mau lên, nhanh lên, nhanh lên. Các huynh đệ, tới lúc chúng ta lộ diện rồi. Tống Lão Nhị, có ta phía trước như phía sau, nhất định phải giết hết đám đàn con này. Ê, hả? Lão đại, tôi thấy chuyện này có hơi lạ. Chi bằng phái người đi thám thính trước đi, tuyệt đối đừng để mắc bẫy lũ đàn con. Phái người đi rất dễ bứt dây động rừng, chúng ta nhân lúc sơ hở ra tay giết hết họ đi. Cũng được. Mọi người cũng ngột ngạt mấy hôm nay rồi, giết trước bọn chúng cho hả giận. Các huynh đệ, âm thầm hành động. Đi, đi, đi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh, 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 nhanh. Mệt quá. Mệt quá. Mệt quá đi. Phải đó. Nghỉ chút đi. Buồn ngủ quá. Mệt quá. Ngồi đi mệt thật. Hả? Hả? Đi, đi, đi. Hả? Đâu rồi? Đâu rồi? Như vậy làm sao chứ? Hả? Là sao vậy? Vậy là sao chứ? Đi đâu rồi? Hả? Là sao? Hả? Vậy là sao? Đâu hết rồi? Ê? Sao vậy chứ? Hả? 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 Phan Ngân Giang, ra đây cho ta, ra đây, mau ra đây cho ta. Trốn tránh như vậy đâu phải là hảo hán. Ra đây cho ta, ra đấu với ta một trận đi. Mau ra đây. Là ngươi? Chết tới nơi rồi còn dám nhận là hảo hán sao? Hôm nay gia gia phải giết chết ngươi. Tất cả lui xuống đi, để ta lĩnh giáo phi đao của Tống Lão Nhị đi. Lão đại, người của Lý Đồng lên vào lâu rồi, sao không có động tĩnh gì hết vậy? Kim Lão Đệ, đệ thấy sao? Kim Đào mình e là xuất quân bất lợi, trúng mai phục của Ngân Tâm Đảo rồi. Song đao Lý Đồng uy chấn một vùng, không thể nào lại chịu đòn dở như vậy. Mã đại ca, con người Phan Trung Tú nham hiểm độc ác,
con hắn cũng học được không ít trò đê tiện vô sĩ. Kim đào lý độc cho dù có giỏi hơn nữa cũng khó thoát âm mưu quỷ kế của bọn họ. Tiểu tử, muốn chạy sao? Quay lại. Mau, 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 đuổi theo mau. Dạ. Chắc là đêm nay cam thập của muội không làm gì được, mình có thể về Bích Hà Sơn Trang rồi. Ta xem ngươi chạy đi đâu, theo ta trở về. Dân Trung Hà, tình xấu xa này đâu phải ta muốn bỏ chạy đâu chứ. Ta chỉ muốn dẫn ngươi đi tìm Doãn Kiếm Bình. Trong tay Doãn Kiếm Bình có hải đường thu lộc của ngươi mà. Nếu như ngươi cảm thấy sợ, vậy thì ngươi cứ trốn như là con rùa rút đầu đi. Được lắm, dám trêu chọc đại gia sao? Bây giờ đại gia sẽ giết chết ngươi luôn. À, Phan ca ca, huynh ta đúng lúc lắm á, mau tới cứu muội đi. Đứng lại. Tiểu tử thối, sao lại là ngươi hả? Trả bảo kiếm đi. Doãn ca ca, sao huynh lại tới đây vậy? Vì đại ca đây, hân hạnh khó lắm mới gặp lại. Lần này ngươi chạy không thoát đâu. Tiểu tử thối. Má đại ca. Tiểu tử thối, cuối cùng ngươi chịu lộ diện rồi. Lên. Giảng ca ca, cẩn thận. Doãn Kim Bình, trước giờ chúng ta không thuộc không quán, người cướp hải đường thu lộ của ta, tạm thời ta không tính với người. Nhưng tối nay chỉ cần ngươi chịu tha cho ta, ta sẽ tha cho nha đầu này. Sao hả? Được, ta hứa với ngươi, nhưng mà ngươi phải thả Quốc Trì Lang Tâm ra. Không được, ngươi đồng ý yêu cầu của ta trước thì ta mới thả ả ra. Đừng có đụng vào cô ấy. Doãn Kim Bình, mạng của ả chỉ dựa vào lựa chọn của ngươi thôi đó hả? Được, ta hứa với ngươi, nhưng mà ngươi phải thề độc với ta, tối nay chuyện ta giết chết Mông Thành Cửu Sử ngươi không được tiết lộ cho ai biết. Hơn nữa cũng không được tiết lộ hành tung của ta, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Được, chỉ cần ngươi chịu tha cho ta, ta hứa với ngươi, dân Trung Hạc ta xin thề với trời, những gì ta thấy, nếu ta tiết lộ ra nửa chữ thì ta sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, ngũ mã phân thi. Doãn ca ca, đừng có tin hắn mà. Hắn là đồng bọn của Mạng Nhất Ba đó, huynh phải... Câm miệng. Ngươi cũng đầu quân cho cam thập cửu muội. Hả? Doãn Kim Bình, ngươi đừng có hiểu lầm ta. Dân Trung Hạc ta là nam tử hán đại trượng phu, sao có thể khuất phục với phụ nữ chứ? Hả? Ta còn lại với Mã Nhất Ba là vì muốn mượn sức của hắn để đòi lại hải đường thu lộ thôi. Bây giờ Mã Nhất Ba đã chết rồi, ta không cần phải đi con đường này nữa. Tối nay chúng ta một mạng đổi một mạng, ai cũng không thiệt thòi. Được, ta sẽ tin ngươi lần này. Được, vậy đợi ta lên thuyền trước, ta mới có thể thả ở ra. Tránh ra. Doãn ca ca. Đi. Doãn ca ca. Đi. À. Yeah.
quốc trì cô nương. Cô không sao chứ? Cam thập cửu muội, tôi không phải đối thủ của cô. Cô giết tôi đi. Nghe nói con người sắp chết, nói cũng dễ nghe. Tôi có một câu hỏi, huynh phải thành thật trả lời tôi. Chỉ cần tôi biết được, nhất định tôi sẽ nói với cô. Tôi muốn biết lai lịch của bài Nhớ Nhung Dài. Nhớ Nhung Dài là một bài tiêu cổ, tương truyền. Là bài tiêu gia truyền của một gia đình giàu có ở Giang Nam. Trong nhà có một tiểu nữ tên là Tô Phượng Tiêu. Tô Phượng Tiêu? Làm sao mới tìm được bà ấy? Bà ấy đã không còn trên đời nữa. Không lẽ bí mật của bài tiêu này đã không còn ai biết? Tô Phượng Tiêu còn một người con nữa. Là ai vậy? Nói tôi biết. Doãn Kiếm Bình, huynh là con của bà ấy. Đúng vậy. Lúc tôi còn rất nhỏ, mẹ đã truyền bài tiêu này lại cho tôi. Trước khi chết còn nói với tôi, bài tổ khúc này không được thất truyền. Ở trên đời này còn ai biết bài tiêu này nữa? Còn có một cô nương tên là Phương Nhi. Nếu như cô ấy còn sống, chắc cũng chạc tuổi cô. Quy nói vậy là có ý gì? Tôi luôn có một cảm giác, cô chính là Phương Nhi. Không thể nào, Quy nói bậy. Tôi không bị những lời nói dối của huynh gạt đâu. Tôi không có gạt cô. Lần đầu tiên lúc mà tôi nghe cô thổi bài Nhớ Nhung Dài, tôi đã muốn tra rõ thân phận của cô, nên tôi mới mạo hiểm tiếp cận cô. Bởi vì ở trên đời này không có bất kỳ người nào muốn tìm được Phương Nhi hơn tôi. Quỳnh tìm cô ta làm gì? Tôi và Phương Nhi từ nhỏ đã định hôn ước sẵn. Nếu như cô ấy vẫn còn sống thì có lẽ bây giờ đã là vị hôn thê của tôi. Ngươi gạt người. Ngươi bịa ra lời nói dối này là vì muốn ta không giết ngươi. Ngươi đừng hòng gạt ta nữa. Nếu như cô coi lời thật lòng là lời nói dối, coi chân thành là sự lừa gạt, thì cô mau xuống tay đi.
Doãn Kiếm Bình. Bây giờ huynh đi ngay đi, đi càng xa càng tốt, đừng để cho tôi gặp lại huynh nữa. Phong, chờ đã. Mấy hòn đá này có cơ quan, mọi người phải cẩn thận một chút, tập trung tư tưởng, không được quay lại. Đi. Cẩn thận. Thanh Long Đào Tẩu, Bạch Hổ Sư Cùng, Chu Tước Đầu Giang. Đoán không sai thì là Bát Môn Dư Ưu Trận. Ngọn đèn đó chính là ngọn lửa lệnh. Chạy đi. Cam cô nương đánh hay lắm. Chẳng qua là vì võ công của chúng có hạn. Bây giờ ta đã trấn giữ ngọn lửa lệnh của chúng. Mọi người theo ta. Phạm Ngân Giang, ngươi chỉ biết dùng thủ đoạn thập thò lén lúc này ám hại Quan Nhị gia ta. Có bản lĩnh thì mau ra đây, chúng ta đấu lại lần nữa, để xem ai mới là hảo hán xưng bá ở hồ sao. Quan Nhị Lan, ngươi chết tới nơi mà còn mạnh miệng. Trước đây ở hồ sao luôn đối đầu với ta, hôm nay thù mới nợ cũ đều phải tính. Hey!
Qua Huynh, vết thương sao rồi? Không sao, tôi vẫn còn chịu đựng được. Yêu nữ, thì ra lại là ngươi. Phan Thiếu Hiệp, ngươi vẫn khỏe chứ? Hôm nay ngươi đến Ngân Tâm Đảo, khó mà có đường thoát trở về. Qua Huynh lui xuống đi. Cô nương, cô hãy cẩn thận. Xin hỏi cao danh quý tánh của các hạ, bao nhiêu trận pháp cơ quan của Ngân Tâm Đảo chắc chắn đều do các hạ bố trí? Cam cô nương quá khen tại hạ rồi. Tại hạ Tả Minh Nguyệt. Thì ra là Tả tiên sinh của Kết Lộ Hoa Sơn. Tả tiên sinh, nghe tôi nói có được không? Xin mời cam cô nương. Tàn binh bại tướng của Ngân Tâm Đảo đang tập hợp trong Ngân Tâm Đảo, có bao nhiêu cơ hội chuyển bại thành thắng, tôi nghĩ trong lòng Tả tiên sinh cũng hiểu rõ. Thà làm ngọc dở còn hơn là gốm nguyên. Nếu như thuộc hạ của ông đồng ý buông kiếm đầu hàng, tôi sẽ khoan dung độ lượng, tha cho họ không chết. Trận tử chiến ở Ngâm Tâm Đảo có thể coi như chưa từng có. Tả tiên sinh thấy vậy có được không? Thứ cho tại hạ khó bề tuân lệnh. Bảo chủ có lệnh, đảo còn người còn, đảo mất người mất. Tôi không thể làm trái với lệnh của bảo chủ, đem Ngân Tâm Đảo biếu không như vậy. Người đâu? Bố trận.
Tiên sinh chỉ tập trung trận đèn lồng mà quên chuyện nghĩ ra kế phòng thủ cho mình. Cam cô nương tài trí hơn người, Tả Mỗ bái phục. Tôi có thể cho ông một cơ hội cuối cùng. Nếu ông chịu đầu hàng, tôi tha cho các người con đường sống. Chúng ta chưa phân thắng bại, chỉ cần Tả Mỗ còn giữ được mạng thì vẫn còn có con đường sống. Tả tiên sinh đứng trước mũi kiếm vẫn có thể bình tĩnh như vậy, tôi bái phục sự gan dạ của Tả tiên sinh. Người đâu? Tứ thần, chạy mau đi. Quý chạy mau đi. Qua bên kia xem thử, đuổi theo, đuổi theo. Hai người này qua bên đó, hai người kia qua bên này. À, đỡ. Các người đi, đi theo ta. Đuổi theo, mau lên, nhanh lên. Lần này ngươi chạy không thoát đâu. Tiếp nhiên. Cam Minh Châu, hôm nay nếu tỷ dám bao che Doãn Kiếm Bình, tức là phản đồ của Đan Phượng Hiên. Cam cô nương, chạy mau đi, cô ấy không giết được tôi đâu. Cam Minh Châu, cuối cùng hai người bại lộ rồi, hôm nay ta sẽ thay sư phụ thanh lý môn hộ. Đi, bọn chúng bên đó kìa. Đuổi lại, đuổi theo, dậy lên, không được chạy. Mau lên, đuổi theo, dậy lên, dậy lên, đứng lại chưa? Bên kia kìa, mau lên, bên đó, đuổi theo, mau lên, mau lên, bên đó, đuổi theo, nhanh lên, đuổi theo, đuổi lại. Ngân Châu cô nương, chắc cô không có giết tôi thật chứ? Ngô đại ca, xin lỗi huynh nha, huynh đắc tội với sư phụ tôi thì chỉ có con đường chết thôi. Ê, nè Kiếm Bình, đồ đệ coi như ngươi có lương tâm. Doãn Kiếm Bình, sao lại là ngươi? Ngươi chính là Doãn Kiếm Bình. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, không tốn một binh một tốt nào. Mau lên giúp ta giải quyết bà nương đó đi. Im đi, còn không mau đi. Muốn đi, ta sẽ cho hai người các ngươi cùng đi gặp Diêm Vương. Hả?
Đồ đệ, đánh cho bà nương thú đó tàn nát luôn đi, mau đánh bà ta đi. Đồ đệ, sao không nghe lời ta? Đáng lẽ thắng rồi, ngươi cứ đánh xung quanh làm cái gì chứ? Đánh thẳng trước mặt luôn đi. Đánh đi. Ngô Khánh. Đồ đệ, đánh nã cho ta. Đánh nã. Đừng giết đồ đệ ta. Tiểu tạp chủng, bao nhiêu năm nay tao luôn đi tìm ngươi, không ngờ hôm nay ngươi tự sa vào lưới. Võ lâm thất tu bỉ ổi vô sĩ, cho nên ta phải chính mắt thấy võ lâm thất tu và hậu nhân của họ chết từng người một. Thủy Hồng Thư, nếu như tôi chết, bà sẽ không thấy Tiêu Dao kinh nữa đâu. Đừng tưởng kinh thư nằm trong tay ngươi thì ta không dám giết ngươi. Nếu còn không chịu trả kinh thư cho ta, ta sẽ lóc thịt trên người của ngươi từng miếng đến chết thì thôi. Tôi đã trúng thức bộ đoạn trường hồng, chưa giải hết độc. Dù bà có dùng thủ pháp tàn nhẫn để giày vò tôi thì cũng vậy thôi. Mau giao quyển kinh thư ra đi. Đừng tưởng kinh thư nằm trong tay ngươi thì ta không dám làm gì ngươi. Nếu bà không muốn nhìn thấy kinh thư nữa thì động thủ đi. Ê, đừng giết đồ đệ ta. Ê nè, bà đừng làm bậy nha. Họ Doãn kia, chỉ cần ngươi giao ra kinh thư, ta sẽ cho ngươi con đường sống. Thủy Hồng Thư, tôi có thể đưa bà kinh thư, nhưng mà tôi muốn trao đổi không phải mạng của tôi, mà là mạng của chúng đệ tử Thanh Phong Bảo. Cái mạng của người giáo hơi cao rồi đó. Ta nói cho người biết, Thanh Phong Bảo ta phải giết hết, ai cũng không thể cản được. Có thể chúng tôi cũng cản không được, nhưng mà bà đừng quên, một mình Đan Phượng Hiên không thể giết hết được Võ Lâm Hào Kiệt. Các người tấn công Thanh Phong Bảo không chỉ tổn thất lực lượng của mình, mà còn trở thành tấm bia cho cả võ lâm người người ca tháng. Nè bà. Tiểu tử thúi, ngươi dám lên mặt dạy đời ta sao? Tôi là vô danh tiểu thốt, bà đường đường là hiên chủ Đan Phượng Hiên, tôi làm gì có tư cách dạy bà. Tôi chỉ có sao nói vậy thôi, nó chỉ có lợi cho bà. Bà muốn nghe thì nghe, không muốn nghe thì coi như tôi chưa nói. Đồ đệ. Tiểu tập chúng, nói đi. Điều kiện rất đơn giản, 3 ngày nữa chúng ta tỉ thí định thắng thua. Nếu như ai thắng, không chỉ có thể lấy được Tiêu Dao kinh mà còn có thể xâm chiếm Thanh Phong Bảo vô điều kiện. Bà thấy như thế nào? Không được. Ta nói ngươi biết, Thanh Phong Bảo vốn dĩ đã vào tầm ngắm của ta, ta thà là hủy nó đi cũng không để cho bất kỳ ai có nó được. Trên giang hồ hay nói Đan Phượng Hiên dùng độc để hoành hành trên giang hồ, cuối cùng hôm nay cũng được lĩnh giáo. Mới nhắc tới tỷ võ định thắng thua thì bà đã làm con rùa rụt đầu rồi. Tiểu tạp chủng, đừng hòng dùng kế khích tướng với ta. Ta tấn công Thanh Phong Bảo không cần phải dùng tới độc dược, cũng có thể giết hết các ngươi thôi, không chừa một tên. Vậy để Tiêu Dao kinh và Thanh Phong Bảo cùng nhau kết thúc đi. Đồ đệ không sao chứ? 3 ngày sau gặp nhau ở Thanh Phong Bảo. Ngươi đi đi. Thủy Hồng Thược, ngươi hại huynh đệ kết nghĩa của ta, máu rửa phái Lạc Dương sông Hạc Đường, tàn sát đảo Ngân Tâm, ngươi nham hiểm độc ác, làm đủ chuyện xấu tội lỗi tày trời.
Hôm nay lão phu sẽ quyết một trận sống chết với ngươi. Phan Trung Tú, võ lâm thất tu ngươi bị diệt vong là do các ngươi tự chuốc lấy thôi. Thủy Hồng Thượng ta dù có ăn tươi nuốt sống từng người các ngươi cũng khó rửa được mối hận trong lòng. Trận lửa lớn ở núi Phượng Hoàng tuy đã là được dập tắt 16 năm rồi, nhưng mà ngọn lửa thù ở trong lòng ta vẫn còn đang thiêu đốt. Cuối cùng hôm nay ta với ngươi chấm dứt được rồi. Lão phu không đấu võ mồm với ngươi. Chúng ta gặp trên lâu đài. Thủy Hồng Thượng, mau bái kiến trưởng môn của Đông Tông Võ Đàng Miêu Diễn Tùng. Mời. Phan Trung Tú, ngươi thật là làm cho người ta xem thường. Võ công của mình không giỏi thì kêu cứu mình tới. Nhưng ta nói ngươi biết, đừng tưởng có Đông Tông Võ Đàng chống lưng cho ngươi thì ta sẽ sợ ngươi. Thủy trưởng môn, Miêu Diễn Tùng ta không phải đến tỷ võ. Phạm Bảo chủ mời ta đến đây là để chủ trì trận tỷ võ này. Thủy trưởng môn ý bà ra sao? Nếu như Miêu trưởng môn của Đông Tông Võ Đàng cũng đến rồi, nếu Thủy Hồng Thực ta không đồng ý, các ngươi sẽ nghĩ Đan Phượng Hiên ta quá nhỏ mọn. Nhưng mà ta muốn nói thẳng với các ngươi, chủ trì tỷ võ cần phải công bằng. Nếu không thì đừng trách Thủy Hồng Thượng ta trở mặt không nhận người. Thủy trưởng môn đa nghi quá. Miêu Diễn Tùng ta nhất định sẽ làm theo phép công. Tỷ võ sẽ tiến hành ở trên lôi đài này. Đan Phượng Hiên và Thanh Phong Bảo một lần chỉ được lên một người, hơn nữa cùng một người chỉ được tỷ võ một lần. Ba trận thắng hai, Thủy trưởng môn thấy được không? Miêu trưởng môn, nếu như có một bên nào đã lên lôi đài rồi nhưng lại muốn đổi người thì tính sao đây? Chỉ cần đã lên lôi đài thì không được đổi người, cần phải phân rõ thắng thua. Được, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Chỉ cần Đông Tông Võ Đàng ông chủ trì công đạo, không thiên vị Thanh Phong Bảo, Đan Phượng Hiên ta với ông nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu như ông chủ trì không công bằng thì đừng trách Thủy Hồng Thượng ta trở mặt vô tình. Thủy trưởng môn, ta là Đông Tông trưởng môn, sẽ không thiên vị một bên nào đâu. Hơn nữa ta cũng không sợ bị các người đe dọa. Miêu Diễn Tùng, muội muội của ông Miêu Hồng Sương và cháu gái Miêu Hí Nguyệt đang ở trên chiếc thuyền đó. Nếu ông có thể giữ đúng lời hứa, chủ trì công bằng, sau khi tỉ võ xong, tự nhiên ta sẽ thả chúng ra. Còn nếu như không, thì bọn chúng đừng hòng sống sót qua hôm nay. Ông rõ chưa? Cậu ơi, mau cứu mẹ của con. Không được la. Cậu của ta đã tới rồi, sẽ giết sạch hết các ngươi. Cậu ơi. Ừ, đi. Đi, mau lên. Thủy Hồng Thượng, ta nói cho bà biết, Miêu Diễn Tùng ta sẽ chủ trì công bằng. Nhưng mà bà, nếu như dám nói mà không dám giữ lời, lão phu tuyệt đối không tha cho bà. Miêu Diễn Tùng, tới giờ rồi, có thể bắt đầu tỉ võ chưa? Khoan đã. Thủy Hồng Thượng, lúc nãy người đã hứa sẽ thả điệt nhi của ta Doãn Kiến Bình. Người nói được phải làm được. Diệp Nguyên, dẫn phòng nhận qua đây. Doãn Kiếm Bình đã lên lôi đài, để Miêu Diễn Tùng nhìn cho kỹ ở trước mặt tất cả mọi người. Doãn Kiếm Bình vẫn bình an vô sự, để tránh lát nữa bị một tên tiểu nhân bỉ ổi nào đó cố ý gây chuyện. Miêu Diễn Tùng, xin mời.
Phái Lạc Dương Doãn Kiếm Bình bái kiến Đông Tông trưởng môn. Kiếm Bình đứng lên đi. Phàn Bảo chủ, Doãn thiếu hiệp tất cả vẫn tốt, ông cứ yên tâm. Đa tạ Miêu trưởng môn. Kiếm Bình, mấy ngày nay con chịu khổ rồi, mau xuống đây nghỉ ngơi, lát nữa lên lâu đài tỉ võ. Phàn Trung Tú, trận đầu tiên còn chưa bắt đầu đánh, sao Thanh Phong Bảo các ngươi lại nhận thua rồi? Thủy Hồng Thực, người nói vậy là sao? Hồi nãy Miêu Diễn Tùng có nói, Thanh Phong Bảo và Đan Phượng Hiên mỗi lần chỉ có thể lên đài một người, lên lôi đài thì cần phải phân rõ thắng thua. Bây giờ Doãn Kiếm Bình đã đứng trên lôi đài rồi, còn Phàn Trung Tú ngươi lại kêu hắn xuống lôi đài. Thanh Phong Bảo của ngươi không phải đã nhận thua rồi sao? Kiếm Bình bị ngươi bắt lên lôi đài mà, cái này không tính. Thanh Phong Bảo ngươi đó giờ miệng lưỡi lẻo mép, chứa nhiều quỷ kế, hôm nay coi như ta nhìn thấy được rồi. Cũng được, vậy Đan Phượng Hiên ta sẽ thông cảm cho ngươi lần này. Nhưng ta có một yêu cầu. Hôm nay Doãn Kiếm Bình một khi đã xuống lôi đài thì không được lên lôi đài nữa. Ngũ Thúc, con bị chúng nhốt mấy ngày, con cũng đang muốn hoạt động lại gân cốt, cứ để cho con đánh trận đầu tiên. Thủy Hồng Thượng, người lấy hải đường thu lỗ của ta, người nên trả cho ta đi. Doãn Kiếm Bình, hải đường thu lộ thuộc về ngươi hồi nào chứ? Chủ nhân của nó vốn là Đạo Trung Như Lai Không Tâm Hòa Thượng. Nếu bây giờ ngươi thừa nhận ngươi là đồ đệ của Đạo Trung Như Lai thì ta sẽ trả kiếm cho ngươi. Kiếm Bình, đa tạ Ngũ Thúc. Kim Châu, hải đường thu lộ chém sắc như chém bùn, sắc bén vô cùng. Con hãy cầm lấy nó, lập công cho Đan Phượng Hiên đi. Dạ, sư phụ. Huynh ấy không có bảo kiếm, không phải đối thủ của Kim Châu, huynh ấy sẽ mất mạng. Sư phụ, Doãn Kiếm Bình thoát khỏi tay của đệ tử vô số lần, nên hôm nay con phải quyết một trận cao thấp với hắn. Được, nếu như hôm nay con thua thì đừng trở về gặp ta nữa. Dạ. Đan Phượng Hiên tỷ võ với Thanh Phong Bảo, trận đầu tiên Doãn Kiếm Bình đấu với Thập Cửu Muội, châm lửa. Chỉ cần ta còn sống, chúng ta sẽ không xa nhau nữa. Cho dù chỉ có thể ở chung với huynh được một ngày, muội cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cậu mau lấy lại kiếm đi. Đồ đệ giỏi lắm. Doãn ca ca, huynh không được mắc bẫy của yêu nữ đó, huynh phải trả thù cho sư phụ của huynh á. Doãn Kiếm Bình thua rồi. Trận này là Đan Phượng Hiên chúng tôi thắng. Không tính không tính, là yêu nữ đó dùng yêu pháp, chúng ta tỉ võ lại mới được. Nào, Doãn Kiếm Bình, cậu không sao chứ? Có thể tiếp tục tỉ võ được không? À, tôi không sao. Miêu trưởng môn, rõ ràng trận này là Đan Phượng Hiên chúng tôi thắng mà. Ông là cao nhân đương thời, đúng ra nên xử lý công bằng, sao có thể cố ý thiên vị một bên chứ? Anh hùng thiên hạ ở đây, mọi người đều thấy rất rõ. Hồi nãy Doãn Kiếm Bình không muốn làm hại cô ấy, cho nên mới bị kiếm của mình tổn thương. Nếu như có thể tỉ võ tiếp, càng không rõ thắng bại. Ông nói sai rồi, cao thủ giao đấu, thắng bại chỉ trong một khoảnh khắc. Là võ công của Doãn Kiếm Bình không giỏi mới làm bản thân bị thương. Luyện tập kiếm pháp thì phải học tới tiến lui đều được, buông tha tùy ý. Cả điều này hắn cũng không làm được, thì nên buông kiếm chịu thua từ sớm đi. Theo như ta thấy, người nên buông kiếm chịu thua là Đan Phượng Hiên các người. Nếu như hồi nãy không phải Doãn Kiếm Bình ép mình rút kiếm, e là khó giữ được mạng của thập cửu muội. Ai thắng ai thua mọi người đều thấy rất rõ. Miêu trưởng môn, ông nói rất có lý, tôi nhận thua. Kamado, con đừng lên tiếng trước. Nhờ Miêu trưởng môn đem phi tiêu đó qua đây. Cái này chỉ là cây phi tiêu bình thường, không có chất độc, không có móc câu. Miêu trưởng môn, trước khi tỉ võ ta nói rất rõ ràng, một bên chỉ được phái một người lên đài, hơn nữa không được sử dụng độc khí và ám khí, nếu không thì phải chịu thua. Cây phi tiêu này là Thanh Phong Bảo đã ra tay đánh lén, họ không có làm đúng quy tắc tỉ võ. Miêu trưởng môn, nếu như ông còn tiếp tục thiên vị cho bọn họ, đừng nói Đan Phượng Hiên ta không đồng ý, cho dù là Võ Lâm Thiên Hạ cũng không đồng ý. Nếu như quy tắc đã định, trận tỷ võ này Đan Phượng Hiên thắng. Không được, trận này không tính. Cái này đều là quỷ kế của con yêu nữ đó, chúng ta phải tỷ võ lại. Quốc Trị cô nương à, bớt nói vài câu đi. Phàn Bảo Chủ tự biết lo liệu mà. Phàn ba ba, Miêu trưởng môn, trận tỷ võ này
từ khi bắt đầu ra làm một cái bẫy do Đan Phượng Hiên giăng ra rồi. Kiếm Bình tấm lòng nhân hậu mới lọt vào trong tay của yêu nữ Cam Thập Cửu Muội. Đan Phượng Hiên giỏi nhất là dùng quỷ kế, nếu ông phán họ thắng sẽ làm anh hùng thiên hạ chế cười đó. Phải đó. Phan Bảo Chủ, quy tắc của trận tỷ võ, địa điểm là do Thanh Phong Bảo các người chọn hết. Ngay cả người chủ trì tỷ võ cũng do Thanh Phong Bảo các người mời đến kia mà. Bây giờ Phan Bảo Chủ nói không giữ lời, vừa không làm theo quy tắc của tỷ võ, vừa không tôn trọng người chủ trì. Phan Bảo Chủ, ông không sợ bị người trong thiên hạ chê cười hay sao? Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Trận tỷ võ này đang Phượng Hiên thắng. Nếu như trong lòng có ai không phục thì mau lên đây đánh một trận với ta, không cần đánh hai trận tiếp theo nữa. Cam cô nương võ nghệ phi phàm, Kiếm Bình đa tạ chỉ giáo. Minh Châu hổ thẹn, đa tạ Doãn thiếu hiệp nhượng bộ. Sư phụ, Kiếm Bình vô dụng, xin Ngũ Thúc trách phạt. Cam Ma Đầu đánh thắng trận đầu, hôm nay Đan Phượng Hiên chắc chắn sẽ thắng. Cam Ma Đầu cũng mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi. Thật không ngờ đại cung chủ không chỉ võ công cao cường, khả năng đóng kịch cũng giỏi hơn người khác. Lùi xuống. Dạ. Nếu như Tam Ca dưới số vàng biết được thế con trai của mình với kẻ thù tình chàng ý thiếp, chắc chắn sẽ hối hận, không nên sinh ra ngươi trên đời này. Kiếm Bình làm nhục sư môn, bại trong tay của Đan Phượng Hiên, Kiếm Bình người chết chuộc tội. Đồ đệ, thắng bại là chuyện thường tình thôi mà. Hơn nữa đâu phải lỗi của huynh đâu, cũng tại cây phi tiêu đó thôi. Nào 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 nào, xem vết thương của huynh có sao hay không. Đây. Cô nương, cô thấy tình thế hôm nay ra sao? Nếu sư phụ chiến đấu trong trận thứ hai thì Thanh Phong Bảo sẽ hết thuốc cứu chữa. Phan Trung Tú, trận tỷ võ thứ hai ngươi lên lôi đài đúng không? 16 năm trước ngươi không phải đối thủ của ta, hôm nay cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Thủy Hồng Thược, giết gà không dùng dao mổ heo, ngươi đừng có vui mừng quá sớm. Người giao đấu với ngươi sắp tới đây rồi, chỉ cần hắn ra tay thì ngươi sẽ chết chắc. Phan Trung Tú, cũng đã qua 16 năm rồi, ta cứ tưởng ít nhiều gì ngươi cũng có tiến bộ, không ngờ ngươi cũng giống y như trước, vẫn giỏi nhất là đấu võ miệng. Ta nói ngươi biết, hôm nay dù ngươi có mời được thần tiên trên trời xuống đây cũng không cứu được ngươi đâu. Hôm nay Thủy Hồng Thực ta gặp ngươi giết ngươi, gặp Phật giết Phật, không ai cản được ta. Được, ta sẽ cho ngươi sống thêm một lát nữa. Một khi kẻ giết ngươi tới, ta xem ngươi làm sao ngông cuồng. Ta đã chờ đợi ngươi hết 16 năm, cần gì phải nóng vội nhất thời. Nhưng mà nếu ngươi cố ý kéo dài thời gian thì ta không tha cho ngươi đâu. Cho dù là miêu trưởng môn của Đồng Tông cũng không nói gì ta chứ. Miêu trưởng môn, thắp hương đi. Phan Bảo Chủ, một nén nhang đã cháy hết rồi, xin Thanh Phong Bảo các người phái người chiến đấu. Dạ, tính sao đi? An Nhã Điền đâu, sao không thấy dẫn hắn về?
Quá tốt rồi, cuối cùng cũng lấy được Tiêu Dao Kinh. Bàn Trung Tú, nếu ngươi còn rút đầu rút đuôi không chịu ra đây ứng chiến, ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn quỳ xuống đầu hàng. Ta có thể tha cho ngươi không chết một ngày. Miêu Chữ Môn Nhân, muội phu của ông đúng là tham sống sợ chết. Nếu ông còn bảo vệ cho hắn ta nữa thì thanh danh cả đời của ông sẽ bị hắn hủy hoại hết. Thủy Hồng Thược, ngươi đừng có xuất khẩu cuồng ngôn. Bổn trưởng môn công bằng công chính, không khiên dị bất cứ ai. Vậy được lắm, vậy thì xin Miêu trưởng môn mau quyết định đi. Phàm Bảo Chủ, nếu như ông không chịu nghênh chiến nữa, bổn chủ trì sẽ phán các người thua đó. Lão phu đã lấy được rồi, lấy thủ làm công, qua khỏi hôm nay ta sẽ chiến thắng. Miêu trưởng môn, Thủy Hồng Thược làm đủ chuyện ác nguy hại võ lâm, hôm nay lão phu sẽ đích thân ra tay trừ hại cho võ lâm. Đan Phượng Hiên và Thanh Phong Bảo, trận tỷ võ thứ hai bây giờ bắt đầu. Bàn Trung Tú, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Bàn Trung Tú, Bàn Trung Tú. Chúng ta thắng rồi, trận này Đan Phượng Hiên thắng rồi. Thanh Phong Bảo đã bại trận, lần này Hiên Chủ thắng rồi. Đan Phượng Hiên thắng rồi, Hiên Chủ thắng liền hai trận. Hiên Chủ qua võ, Hiên Chủ đệ nhất võ lâm. Diệp Mãn Khê, Hiên Chủ đệ nhất võ lâm, Hiên Chủ thắng liền hai trận. Hôm nay Đan Phượng Hiên của ta đã chiến thắng. Hiên Chủ đã thắng, Thanh Phong Bảo đã bại trận. Đây là chuyện của nhà ta, Đan Phượng Hiên không được nhúng tay vào. Rút kiếm lại. Phùng Tu Đường, sao hắn lại ở đây chứ? Diệp Mãn Khê, đúng là ngươi rồi. Biểu ca, thì ra huynh ở trong Thanh Phong Bảo. Diệp Mãn Khê, trước giờ ta cứ tưởng ngươi đã chết trong tay của Thủy Hồng Thược. Thật không ngờ ngươi lại giúp sức cho ả đầu quân cho nữ ma đầu này. Biểu ca, đệ có lỗi với huynh. Đệ biết sớm muộn cũng có ngày có người biết được thân phận của đệ, được chết trong tay của huynh, đệ cam tâm tình nguyện. Mãn Khê, tại sao ngươi phải làm như vậy? Biểu ca, đệ rất si tình cô ấy.
cả đời không buông xuống được. Dù có chết gì cô ấy, để cũng cam tâm tình nguyện. Mãn Khê, người ham mê nữ sắc không phân trắng đen, ngươi! Mãn Khê, ta hỏi ngươi, năm đó có phải ngươi dẫn Thủy Hồng Thược vào nhà của ta không? Nói, có phải là ngươi không? Mặc kệ cô ấy đi đâu, cho dù là lên núi đau xuống biển lửa, để cũng đi chung với cô ấy. Vậy đều là tại ngươi, Tam Ca mới chết thảm như vậy. Còn Phương Nhi nữa, cũng do ngươi hại chết. Biểu ca, để cũng không muốn làm hại mọi người. Không lẽ huynh đã quên huynh làm sao sống được sao? Thuốc giải của huynh là do đệ để lại. Ta sống được không phải là nhờ có thuốc giải, mà là nhờ trả thù. Hôm nay ta sẽ thay mặt những linh hồn đã chết, giết chết tên tiểu nhân bị ổi không có tính người như nhà ngươi. Phụng Tú Đường, nợ cũ của chúng ta từ từ mới tính đi. Bây giờ Diệp Nguyên là người của Đan Phượng Hiên, tốt nhất ngươi đừng nhúng tay. Diệp Nguyên, huynh đi theo tôi 16 năm, cũng gạt tôi hết 16 năm. Theo quy tắc của Đan Phượng Hiên, phải xử trí ra sao? Hiền chủ, tôi biết nạn lớn của tôi đã tới. Có những lời tôi giấu trong lòng mình lâu lắm rồi. Tôi không muốn mang theo chúng xuống dưới. Tôi xin cô hãy nghe tôi nói hết. Cả đời của tôi đã phạm sai lầm lớn là đã hứa với Phàn Trung Tú giả dạng tiễn băng đến núi Hổ Khiếu đưa tin. Sau đó tất cả mọi chuyện tôi làm đều là vì muốn chuộc tội. Diệp Nguyên, huynh đến núi Hổ Khiếu đó hồi nào mà đưa thư cho tôi? Tiễn băng mà cô gặp được sáng hôm đó chính là tôi giả dạng. Đúng ra Thất Ca đã từ bỏ chuyện mời cô tới Phượng Hoàng Điện, là tôi đã giả thành Thất Ca gạt cô đến đó. Băng ca, sao muội thấy người của huynh như đang rung lên vậy? Ta đâu có rung đâu. Làm gì rung chứ, hồi nãy chỉ là không đứng vững mà thôi. Diệp Nguyên, thì ra người đã hại ta là người đã hại Băng ca. Hiền chủ à, từ lần đầu tiên tôi gặp được cô, tôi đã thích cô rồi. Là tôi bị ma sai khiến, đố kỵ tiễn băng. Tôi có lỗi với cô, có lỗi với cô.
Biểu ca, biểu ca, để biết trước giờ huynh luôn nhớ tới Phương Nhi. Thật ra Phương Nhi nó sao nàng lại tới đây? Ta bắt người chết không đất chung thân. Phan Trung Tú, Thành Phong Bảo, các ngươi đừng không rời khỏi đi. Mẹ chết rồi. Chết rồi. Mẹ. Đừng đụng vào. Giết các ngươi. Đây là đan phượng thiếp của Thủy Hồng. Ta phải giết chết các ngươi. Trong châm có chất độc. Phan Trung Tú. Mẹ. Phan Trung Tú. Thủy Hồng Thuật, lúc nãy ngươi trước mặt hào kiệt thiên hạ hứa không dùng độc, chớp mắt đã dùng thất bộ đoạn Trương Hồng. Nữ ma đầu ngươi, ngươi trong thiên hạ sẽ tiêu diệt ngươi. Phan Trung Tú, ta muốn độc chết ngươi. Ta muốn giết chết hết tất cả các ngươi. Ta muốn hạ độc chết ngươi. Ta muốn giết chết các ngươi. Ta muốn giết hết các ngươi. Ta muốn giết hết các ngươi. Thủy Hồng Thuật, ngươi dám dùng độc chiêu lạm sát người vô tội, võ lâm thiên hạ không tha cho ngươi đâu. Võ lâm, võ lâm cái gì chứ? Đều là một đám xấu xa bí ổi. Các ngươi qua đây, qua đây, giết ta đi, giết ta đi. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây đi, qua hết đây. Qua giết ta đi. Sư phụ, sư phụ. Cam thập của mũi, hôm nay là ngày chết của ngươi và sư phụ ngươi. Tiếp chiêu. Miêu Chưởng Môn, ông đến đây chủ trì tỉ võ, không phải đến thương nước đục thả câu. Nếu như ta đã đến đây tỉ võ được, vậy bây giờ ta tuyên bố Thủy Hồng Thượng lén dùng độc lạm sát người vô tội, nói không giữ lời. Tỉ võ hôm nay Thanh Phong Bảo đã thắng. Người lạm sát vô tội không phải là sư phụ tôi, là Phan Trung Tú. Mọi người cũng nhìn thấy rất rõ ràng là hắn tham sống sợ chết, thà là khiến lệnh mùi trúng độc cũng không về tỉ võ. Miêu Chưởng Môn, nếu ông đã đến chủ trì tỉ võ thì nên phán quyết công bằng. Trận này rõ ràng là Đan Phượng Hiên của chúng tôi thắng. Đan Phượng Hiên thắng. Đan Phượng Hiên thắng. Phải đâu, phải đâu. Đan Phượng Hiên thắng. 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 Sư phụ. Cam Minh Châu, ngươi có thời gian nói nhảm với đám người này, chi bằng giết hết bọn chúng, trả thù cho sư phụ đi. Cam Minh Châu, Cam Minh Châu, ngươi đang làm gì vậy? Sư muội, sư phụ khí huyết công tâm, cần phải tịnh dưỡng. Bây giờ nếu đánh nhau, sư phụ tính sao đi? Không lẽ muội không lo cho an nguy của sư phụ sao? Nếu như muội chỉ làm việc theo tình cảm, gây ra quả lớn, sư phụ trách tội xuống chúng ta ai cũng không gánh nổi.
Miêu Dưỡng Ngôn, lệnh muội không may qua đời, Đan Phượng Hiên vô cùng hối tiếc. Sư phụ vốn không muốn hại người vô tội, cho nên mới đặt ra trận tỉ võ với Thanh Phong Bảo. Nhưng hôm nay có quá nhiều biến cố không thể đoán được. Hay là vậy đi, Đan Phượng Hiên chúng tôi sẽ nhường một bước nữa, tỉ võ hôm nay không phân thắng bại, hôm khác đấu lại có được không? Các người giết người của Thanh Phong Bảo, muốn đi đâu có dễ như vậy. Miêu Chuyển Môn, tỷ võ hôm nay Thanh Phong Bảo đã tổn thất rất lớn, chi bằng đồng ý đi, 5 ngày sau đấu lại. Phùng tiên sinh, bảo chủ Thanh Phong Bảo là Phàn Trung Tú, Phàn bảo chủ còn chưa nói gì làm sao tôi đồng ý được. Ngũ đệ, ân quán của Võ Lâm Thất Tu và Thủy Hồng Thược tạm dừng ở đây, 5 ngày sau sẽ giải quyết tiếp. Để thấy như thế nào? Tứ ca, chúng ta kết nghĩa huynh đệ, không phân thân sơ. Lời huynh nói cũng như đệ nói, huynh nói 5 ngày nữa thì ngũ đệ theo ý của huynh. Nếu đã vậy thì tỷ thí hôm nay không phân thắng bại, 5 ngày sau đấu lại lần nữa. Đa tạ Miêu Chưởng Môn, chúng ta đi. Cẩn thận. Xin cô nương dừng bước. Lão phu có một chuyện muốn hỏi, không biết cô nương có thể nói thật không? Cứ hỏi. Trước đây tôi có quen một cô nương, tướng mạo bên ngoài rất giống cô nương. Cô ấy đi khắp nơi tìm tỷ tỷ của mình. Lão phu thấy cũng tội nghiệp nên hứa sẽ nghe ngóng giùm cô ấy. Lão phu to gan hỏi cô nương một câu, có phải cô còn một muội muội không? Từ nhỏ tôi đã là cô nhi, không có tỷ muội. Thì ra là vậy. Làm phiền cô rồi. Sư phụ mình, họ đều có ơn với mình. Cha, cha sao rồi? Cà Ma đâu? Ngươi dám ra tay với tao sao? Sư phụ, đệ tử xin sư phụ tha cho chúng con đi. Đệ tử không muốn chống đối với sư phụ, càng không muốn mất người cha mới nhìn nhận. Đệ tử cậu xin sư phụ, người hãy mở lượng hải hạ, sau này Ca Minh Châu nhất định báo đáp. Thủy Hồng Thước, Phương Nhi, đối phó với loại cặn bã Võ Lâm này không cần nói tình sư đồ gì hết. Hôm nay cứ để cha con chúng ta cùng nhau loại trừ cho Võ Lâm. Cha. Sư phụ, xin lỗi, con không thể mất cha con được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đợi các người đấu tới sức cùng lực kiệt, ta mới ra tay. Tới lúc đó, Phan Trung Tú ta tiêu diệt Đan Phượng Hiên, Võ Lâm Trung Nguyên cũng không còn ai là đối thủ của ta. Phượng Nhi, tỷ có sao không? Tỷ không sao. Đứng yên đi con. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Cha. Sư huynh. Sư huynh ơi. Sư huynh à. Cha. Sư huynh. Cha. Sư huynh. Sư huynh à. Sư huynh. Cha không được chết. Cha không được chết. Khó khăn lắm con mới gặp lại cha. Cha không thể bỏ rơi con nữa. Phương Nhi, đừng có khóc. Cha có thể nhìn nhận lại con thì đã mãn nguyện rồi. Cha ơi. Phương Nhi. Cha. Sư huynh. Sư huynh. Đây là muội muội con. Lan Nhi. Hai tỷ muội các con cuối cùng đã có thể ở chung với cha rồi. Lan Nhi, Phương Nhi, đừng khóc nữa. Lúc trước cha không chăm sóc tốt cho chị em các con, cha rất muốn ở với hai con thêm một lát nữa. Cha đừng có đi. Cha không được rời xa tụi con. Đừng mà cha. 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 Sư huynh. Con còn cha đâu. Sư huynh. Mẹ. Con còn muốn cha đi. Cha. Con còn muốn cha. Sư huynh. Cha. Cha. Thủy Hồng Thượng, bà giết chết cha tôi. Bắt đầu từ hôm nay, tình nghĩa sư đồ ta chấm dứt từ đây. Tôi phải trả thù cho cha tôi. Sư huynh à. Ca ma đầu, lúc nãy công lực của ngươi lúc ẩn lúc hiện, nội công mất hết. Ngươi có biết là tại sao không? Bà tự kêu Nguyên Bá cho tôi uống một chén canh. Trong canh đó có độc. Sư huynh. Cũng thông minh lắm đó. Chắc là thuốc độc đó do bà cố tình chế ra. Cửu trùng ly hồn tán là do 9981 loại độc khác nhau điều chế thành. Hễ độc tố vào cơ thể, lúc đầu chỉ có tập trung ở gần huyệt chương môn của người thôi, sẽ không dễ dàng phát tác. Lúc nãy ta dùng nội công thúc đẩy độc tố gần huyệt dương môn ở trong cơ thể ngươi, không bao lâu nữa ngươi sẽ bị toàn thân thối rữa mà chết. Trên đời không ai cứu được. Cửu cửu ly hồn tán
tan thành tro bụi. Bà chỉ muốn trả thù, bất chấp thủ đoạn. Đây gọi là đao cao một thước, ma cao một trượng. Bà đúng là người đàn bà độc ác mà. Tiếp chiêu. Cả ma đầu, bây giờ công lực của ngươi không bằng một đứa trẻ. Ngươi còn muốn trả thù, cứ ngoan ngoãn ngồi ở đó, để ta xem thân thể của ngươi từng miếng thịt từ từ bị thối rữa. Sau đó da của ngươi, nội tạng của ngươi, cuối cùng thì là xương cốt còn sót lại của ngươi. Sư phụ, bây giờ con có thể ra tay chưa? Cứ để cả nhà bọn chúng khóc cho đã đi. Chúng ta tới Lâm Phong Các để tiễn lão tặc Phan Trung Tú tới gặp Diêm Dương. Thủy Hồng Thược, ngươi đừng vui mừng quá sớm, lát nữa ngươi phải chết là ngươi. Cha ơi, cha. Tỷ không sao chứ? Cá mũi, cá mũi, cá mũi. Tỷ mau tỉnh lại đi. Cá mũi à? Tỷ mũi sao vậy? Phùng thuốc là ai làm vậy? Cá mũi, Phùng thuốc, mình tới Phùng rồi. Phùng thuốc, xảy ra chuyện gì vậy? Dẫn ca ca. Phùng thuốc, đều tại Thủy Hồng Thượng. Là Thủy Hồng Thượng giết cha của muội, còn hại tỷ của muội nữa. Cá mũi, ta là Kiếm Bình đây. Cá mũi, mũi tỉnh dậy đi. Cá mũi à, cá mũi, mũi nhìn ta đi. Tỷ, mũi tỉnh dậy đi mà. Tỷ, nhìn ta đi. Tỷ. Cá mũi, xin lỗi, ta đến trễ quá. Nếu muội chịu nghe lời của huynh là tốt rồi. Ca muội, muội đừng nói vậy, muội nhất định sẽ khỏe lại. Không khỏe được đâu. Trúng độc của Thủy Hồng Thượng, cả người sẽ bị thối rữa, dung mạo sẽ mất hết. Sau này muội không còn là ca muội mà huynh gặp lúc trước nữa. Không đâu, ta nhất định sẽ tìm thuốc giải cho muội, chắc chắn muội sẽ khỏe lại thôi. Muội tin ta đi, muội sẽ khỏe lại thôi mà. Tỷ tỉnh lại đi mà. Tỷ ơi, ta nhất định sẽ trị lành cho muội, nhất định trả thù cho muội. Hoàng ma khách, ngươi cũng lo chuyện bao đồng lắm. Hôm nay hoàng ma khách đến không phải lo chuyện bao đồng, hoàng ma khách đến để thay trời hành đạo. Được lắm, vậy hôm nay chúng ta cứ thử xem hoàng ma khách ngươi độc tôn hay là Đan Phượng Hiên to lớn đây. Nghĩa huynh, đây là thù oán giữa đệ và Thủy Hồng Thượng. Để cho đệ. Doãn Kiếm Bình, ta từng nói với ngươi, trước giờ ta chưa từng có huynh đệ như ngươi hết. Nếu như hôm nay ta chết, mới tới lượt ngươi lên. Thủy Hồng Thượng, không phải ngươi luôn muốn có được Tiêu Dao Kinh sao?
hôm nay ta sẽ cho ngươi nhìn thấy rõ võ công ở trong Tiêu Dao Kinh. Yến Xuân Lôi, ta nói cho ngươi biết, Tiêu Dao Kinh chẳng qua chỉ là một quyển trang tử bình thường, trong đó vốn không có võ công gì hết. Tiêu Dao Kinh ở trong tay ngươi thì chỉ là trang tử, ở trong tay của ta nó sẽ trở thành bí kíp võ công. Ngươi nói bậy, ngươi đang gạt ta. Trang tử tức là trang tử, nó vốn không phải là bí kíp gì hết. Quên tình, quên sầu, quên hận mới có thể được tiêu dao. Ngươi không tin cũng không sao, bây giờ ta sẽ cho ngươi nhìn thấy võ công của Tiêu Dao Kinh. Yến Xuân Lôi, kinh thư là của ta. May là mình không vào trong. Tốt nhất Yến Xuân Lôi và Thủy Hồng Thực đều bị thương hết, vậy thì mình có thể diệt trừ được hai đối thủ cùng một lúc. Yến Xuân Lôi, kinh thư là của ta. Nội lực của tên tiểu tử này đúng là không phải tầm thường. Kinh thư đúng là thâm sâu khó đoán, ta cần phải đoạt về. Lúc trước dùng chiêu thức của Ngô lão phu nhân cũng tại mình quá nóng lòng, nếu có thể bình tĩnh giống như nghĩa huynh thì đã trả được thù rồi. Tên điên, đánh hay lắm, giết nửa ma đầu này đi. Tên điên, đừng nói bậy, huynh ấy không có đi, là nghĩa huynh của tôi đó. Được, nghĩa huynh thì nghĩa huynh, mau ráng lên nha. Tên điên cẩn thận. Quên tình, quên sầu, quên hận. Quên tình. Lan Tâm, Lan Tâm. Lan Tâm. Thủy Hồng Thực, thả cô ấy ra. Nếu người muốn nó giữ lại tính mạng thì mau giao Tiêu Dao Kinh ra cho ta ngay. Ngươi cần gì ta cũng có thể cho ngươi, nhưng mà kinh thư đã bị ăn cắp rồi, không còn ở trên người ta thật mà. Bây giờ ta đếm từ 1 tới 10, nếu như ngươi còn không chịu giao kinh thư ra thì đợi thu dọn thi thể của vị hôn thê đi. Muốn bắt cứ việc bắt ta đi, ta sẽ thay cô ấy. 1 2. Khoan đã, ta viết kinh thư cho ngươi, thả cô ấy ra. Tiểu tử thối, ngươi đừng hòng gạt ta. Ta nói cho ngươi biết, không thấy kinh thư thật thì ta sẽ không tha cho nó đâu. 3 4. Tên điên, đừng cúi đầu với người đàn bà độc ác. Một khi kinh thư lọt vào tay của ả thì không biết sẽ có bao nhiêu người chết dưới tay ả đâu. Muội biết Quỳnh tốt với muội, kiếp này chúng ta không có duyên ở bên nhau, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại mà. Ta đồ cuối, muốn chết nhanh vậy sao? Không dễ dàng đâu. Nghĩa huynh, tên điên, huynh có sao không? Sao rồi? Tên điên, tên điên. Yến Xuân Lôi, ta còn tưởng người lợi hại lắm chứ, thì ra chỉ có một chưởng mà người đã chịu không nổi. Tên điên, hoàng ma khách cũng đã chết, từ nay về sau Thủy Hồng Thược ta sẽ không còn đối thủ nữa. Tên điên. Thủy Hồng Thược, ta không thể thắng chính,
Dù bọn ta có chết, ngươi cũng không thể xưng bá Võ Lâm. Làm chuyện bất nghĩa, ắt tự diệt, ngươi sẽ bị diệt vong thôi. Mau tới đi. Tiểu tử thối, ngươi đúng là không biết tự lượng sức. Đúng ra ta muốn cho ngươi sống thêm mấy ngày, để ngươi nhìn thấy người mình yêu thêm một lát. Nhưng mà nếu bây giờ ngươi đã muốn chết, được lắm, vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Đồ đệ, cẩn thận đó. Đồ đệ, vậy mới là huynh chứ. Huynh nên như vậy lâu lắm rồi đó. Không ngờ võ công tên tiểu tử này dấu kỹ như vậy, hơn nữa còn là khắc tinh của Đan Phượng Hiền. Đồ đệ, huynh mới là thiên hạ đệ nhất. Đánh chết nửa ma đầu này cho tôi đi. Quá tốt rồi, hôm nay không phải hai bên bị thương, là ba bên bị thương. Thủy Hồng Thượng, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Đánh vào Long Phong Cát, bắt sống Phạm Trung Tú. Các huynh đệ, liều mạng với Phạm Trung Tú. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, hay là đi xem cam cô nương của các ngươi đi. À, sắp chết rồi đó. Thủy Hồng Thược đã hạ độc, nếu các ngươi không cải tà quy chính sẽ có kết cục giống như ạ. Ngươi nói bậy, hiền chủ sẽ không hạ độc cam cô nương. Tên thật của thập cổ muội là Phương Nhi, là con gái của Phùng Tu Đường. Bây giờ ả đang ở Anh Hùng Lâu, đi xem là sẽ biết ngay. Giang Nhi có sao không? Không sao cha. Đi đến Lâm Phòng Cát xem cha của con làm sao đánh bại Thủy Hồng Thực đây. Đi, đi xem cam con nương sao rồi. Qua đường già, đợi chút. Nguyễn Hành, ở đây chờ đi. Chúng tôi đến Anh Hùng Lâu xem lời nói của Phạm Trung Tú có phải là thật hay không. Lời của Phạm Trung Tú là thật đó. Nguyễn Hành, có phải huynh biết trước rồi hay không? Tôi chỉ đoán thôi. Hiên chủ nghi ngờ cam cô nương lâu lắm rồi. Nguyễn Hành, thật sự tôi rất muốn giết chết huynh. Nếu như huynh nói trước cho tôi biết thì cam cô nương sẽ không bị trúng độc. Cho dù huynh không giết tôi cũng không sống nổi. Chưởng lúc nãy của Phạm Trung Tú đã đánh ngũ tạng của tôi nát hết rồi. Tôi chỉ muốn nói một câu thôi, tôi có lỗi với cam cô nương. Sau này huynh nhất định phải chăm sóc tốt cho cam cô nương giùm tôi, con nghe không hả? Yeah.
đệ. Đồ đệ. Đồ đệ. Đồ đệ. Huynh sao rồi? Có phải chất độc té phá không vậy? Hả? Không sao. Mau lên cho tôi xem. Mặc kệ tôi. Thủy Hồng Thước. Huynh đừng miễn cưỡng. Huynh có sao không? Đồ đệ. Đồ đệ. Có sao không? Tiểu tử thối, võ công của ngươi so với Võ Lâm Thất Tu còn cao hơn nhiều. Huynh cứ mặc kệ tôi. Tôi phải giết ả ta. Huynh, tiếc là trên người ngươi còn chút tàn độc. Ông trời bắt ngươi chết thì ngươi không phải chết. Thủy Hồng Thước. Tình điên ơi. Ngươi đắc ý quá sớm rồi. Phan Trung Tú, cuối cùng ngươi cũng tới. Võ Lâm Thất Tu chỉ còn thiếu một mình ngươi. Đúng là Võ Lâm Thất Tu chỉ còn có mình ta. Nhưng người cuối cùng này chính là người giết chết ngươi. Trên đời này không ai có thể giết được ta. Phan Trung Tú, ngươi không dùng nội công của Thanh Phong Bảo. Ngươi đang dùng Tiêu Dao Kinh. Thủy Hồng Thược, không ngờ đúng không? Ta đã luyện thành thần công trên kinh thư. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Trả kinh thư cho ta. Kinh thư này là của ta và Băng Ca. Gọi cũng thần thiết lắm. Tiễn băng ở trên trời linh thiên cũng không bao giờ chịu ả xấu xí này. Giỏi. Sư phụ, người bị thương rồi, để đệ tử thay thế người. Lùi xuống. Thù oán giữa ta và hắn ai cũng không được nhúng tay vào. Phan Trung Tú, ngươi muốn làm chí tôn của Võ Lâm, ta thấy ngươi chẳng qua chỉ là tình tiểu nhân bí ổi. Bây giờ ta đã luyện thành thần công Thất Bộ Đoạn Trường Hồng, không làm gì được ta đâu. Kim Châu. Kim Châu. Kim Châu. Kim Châu. Sư phụ, đệ tử thật vô dụng, làm người phải mất mặt. Con đừng nói vậy mà. Sư phụ sẽ nghĩ cách cứu con. Sư phụ, Ngân Châu muội muội sắp tới đây rồi, người mau theo họ xuống núi đi. Chỉ cần giữ núi xanh, không sợ. Kim Châu. Phan Trung Tú.
cha. Thủy Hồng Thược, cuối cùng ngươi đã bại trong tay của lão phu rồi. Bây giờ lão phu là vô địch thiên hạ. Phạm Trung Tú, ngươi đừng quá ngông cuồng. Ta nói ngươi biết, nếu không phải Yến Xuân Lôi, Doãn Kiếm Bình làm tiêu hao sức lực của ta, thì ngươi vốn không phải đối thủ của ta. Thủy Hồng Thược, đừng cứng miệng nữa. Ngươi bại rồi, hơn nữa cũng phải chết. Ta có chết cũng không tha cho ngươi đâu. Xuống dưới địa phủ, ta vẫn tìm ngươi trả thù. Ngươi sắp chết rồi, ta không tính toán với ngươi. Ngươi còn lời gì muốn nói nữa, nói hết ra đi. Tiểu tử, qua đây. Thủy Hồng Thường, ngươi còn muốn nói gì nữa hả? Bộ dạng của ta có phải đáng sợ lắm không? Con người đáng sợ nhất không phải bề ngoài, mà là tấm lòng. Người vốn dĩ không hiểu cái gì là tấm lòng. Tiểu tử họ Doãn kia, ta hỏi ngươi một câu. Đưa thuốc giải của Phương Nhi cho ta, ta sẽ trả lời ngươi. Cũng được, nhưng ngươi phải trả lời ta trước. Ngươi nói đi. Có phải Tiễn băng cho ngươi một miếng ngọc để tránh độc không? Phải. Vậy là đúng rồi. Ngươi đã dùng nó để ăn cắp kinh thư phải không? Là Hồ Tích Mệnh dùng nó để ăn cắp Tiêu Dao kinh. Tiểu tử họ Doãn, miếng ngọc này là của ta tặng cho Băng Ca. Vốn dĩ nó có một cặp, ngươi trả nó lại cho ta đi. Nếu như miếng ngọc này đã là của ngươi, vậy thì ta trả cho ngươi. Ngươi mau đưa thuốc giải cho ta. Cho Quỳnh đi đâu, muội không muốn rời xa Quỳnh. Ta cũng không muốn rời xa muội đâu. Tiểu tử, ngươi có biết là miếng ngọc này tại sao có thể tránh được độc không? Ngươi nói đi. Miếng ngọc này chia ra thì tránh được độc, nhưng khi hợp chung lại sẽ là kịch độc, là độc lợi hại nhất trên đời. Thủy Hồng Thược,
Thủy Hồng Thược, Thủy Hồng Thược, ngươi không được chết. Thuốc giải đâu? Thuốc giải đâu? Mau đưa cho ta. Thủy Hồng Thược à, ngươi không được chết. Mau đưa thuốc giải cho ta. Mau lên. Thủy Hồng Thược. Sư phụ. Sư phụ ơi. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Thủy Hồng Thược đã chết. Đan Phượng Hiên không đáng lo sợ. Giang Nhi. Dạ. Truyền lệnh của cha, môn đồ Đan Phượng Hiên giết chết không tha. Cha, cha đã lấy được Tiêu Giao Kinh, Quai Phong Vô Biên. Đệ tử của Đan Phượng Hiên sợ tới nỗi bỏ chạy khắp nơi. Con thấy cha không cần truy cứu nữa. Không trừ tận gốc, gây quả về sau, người của Đan Phượng Hiên cần phải chết hết. Phạm Bảo Chủ. Phạm Bảo Chủ võ công xuất thần nhập quá, trong thiên hạ không ai là đối thủ. Võ Lâm Chí Tôn chỉ thuộc về ông. Đệ tử Ngân Châu theo làm tà phái, hôm nay nguyện làm môn hạ của Phạm Bảo Chủ. Xin Phạm Bảo Chủ hãy tiếp nạp đệ tử. Ngân Châu cô nương, cô bỏ tối theo sáng cũng không cần phải gia nhập Thanh Phong Bảo. Cô đi theo chúng tôi không được sao? Phạm Bảo Chủ, đệ tử Ngân Châu muốn tỏ rõ thành ý. Xin dân tặng bi huyết bào chế thất bộ đoạn rừng hồng của Đan Phượng Hiên. Ngân cho biết là Phạm Bảo Chủ nhất định sẽ không để ý tới món đồ này, nhưng mà Phạm Bảo Chủ xưng bá võ lâm, dùng nó để trấn áp người có mưu đồ bất quỷ cũng rất có ích. Ngân Châu cô nương. Ngân Châu cô nương. Ngân Châu cô nương. Ngân Châu cô nương. Ngân Châu. Tài hèn sức mọn. Ngân Châu cô nương. Ngô đại ca, Quỳnh là người tốt. Tôi chỉ là một người xấu của Đan Phượng Hiên. Ngân Châu cô nương, cô không phải người xấu. Ngân Châu, cô sửa đổi được mà. Nè, sao ông lại giết cô ấy chứ? Chỉ cần là đệ tử của Đan Phượng Hiên, một người cũng đừng hòng sống. Người nào dám chống đối với ta sẽ có kết cục này. Võ Lâm thiên hạ, ta là độc tôn, ta là độc tôn. Ha 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 ha